rút cái máy được nữa luôn. Một chén đẹp chưa, một xô đẹp chưa. Em xin chào mấy chị nha, xin chào cả nhà mình. Mấy chị xem like chấm bài giúp em một chấm và chia sẻ giúp em một lượt nha. Mấy chị chấm bài lên giúp em với. Mấy chị xem like chấm bài lên giúp em với mấy chị. Chị được thấy. Hiện quại ghê mấy chị nha. Rung màn hình luôn. Mấy chị chấm bài lên giúp em với mấy chị. Mấy chị chấm bài lên giúp em với, chia sẻ giúp em một lượt nha. Mấy chị xem like chấm bài lên giúp em với. Em ghi cái bình luận với em like cho mấy chị nha. Vải đẹp lắm mấy chị. Em chào chị Văn Lệ Thu nè, em chào chị Đoàn Hoàng Liên nha. Mấy chị đợi em chút thôi nha mấy chị. Dạ, yeah, ngày nay vẻ đẹp chị. Mắm bị lộn là sau ghim mới rất thơm được. Mấy chị chấm bài lên giúp em với nha mấy chị. Mấy chị chấm bài lên giúp em với nha. Chấm bài lên giúp em và chia sẻ giúp em một lượt với nha mấy chị. Facebook hôm nay nó chập chờn mấy chị, nó chập chờn, nó mạng nó bị ẩn nên mấy chị chị nào mà không nghe em đọc tay mấy chị nhắc lại giúp em với mấy chị nha, mấy chị nhắc lại giúp em với. Xanh lá, xanh lá ở trên đó là vải lụa, lụa lạnh nhặt đó chị Văn Lệ Thu. Lụa lạnh nhặt nha. Cái này em có hai màu, cái lụa lạnh nhặt này là nó có co giãn nha mấy chị. Có co giãn mềm mướt rủ mấy chị may không cần lót nha. Cái này mấy chị may đầm maxi mặc đi biển nha mấy chị. Cái lá này là mấy chị may đầm maxi mặc đi biển nè. Em bán cho mấy chị đồng giá là 26k một mét nha. 26k một mét. Mẫu này thì hồi sáng em like rồi. Và em có vải thun, thun cháy, có chỗ gọi là thun cô tông mấy chị. Cái chất nó giống như vậy mà cái đường này là nó dệt kim tí, nó dệt lưới nhũ, nó dệt lưới cho mình ở nhà mấy chị nha. Cái hàng đó thì 135k một ký nha mấy chị. Mà em quen ghim rồi. Cái đó em quen ghim rồi nha. Cái này là nhà lạnh nhặt mấy chị nha, ngôi sao. Mềm mướt rủ có giãn nha. 2 mét. Chị nào lấy cái ngôi sao này thì báo em nè. Ngôi sao kèm số mét giúp em nha mấy chị. Ngôi sao kèm số mét nha. Chỉ có 26k một mét thôi. Váy áo đầm bộ. Váy áo đầm bộ không cần lốt nha. Ngôi sao. Chị nào lấy ngôi sao thì lên ngôi sao giúp em. Lụa lạnh nhặt nha mấy chị.
Cái này là lụa lạnh Nhật 26k một mét. Mấy chị comment giúp em là ngôi sao kèm số mấy nha. Ngôi sao kèm số mấy. Vái áo đầm bộ áo dài không cần lốt, có co giãn nha. Ngôi sao kèm số mấy giúp em. Ngôi sao kèm số mấy. Mấy chị chấm bài lên giúp em và chia sẻ giúp em một lượt nha mấy chị. Ngôi sao. Chị nào lấy ngôi sao thì bỏ cho em ngôi sao kèm số mấy nha. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Ngôi sao kèm số mấy. Chỉ có 26k một mét thôi mấy chị, 52k là 2 mét nha. 26k một mét ngôi sao này nè. Chị mấy chị lên giúp em là ngôi sao kèm số mét. Ngôi sao kèm số mét. Ngôi sao kèm số mét giúp em với mấy chị. Ngôi sao kèm số mét nha. Ngôi sao kèm số mét. Ngôi sao, chị nào lấy ngôi sao thì lấy ngôi sao giúp em nha. Ngôi sao này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Có chỗ gọi là lụa mịn. 26k một mét. Em bán cho mấy chị đồng giá là 26k một mét. 26k một mét nha mấy chị nha. 26k một mét ngôi sao. Hình ngôi sao may cho mình may cho trẻ được nha mấy chị. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Mấy cái này nó có co giãn nha. Rất là dễ mang nha mấy chị ngôi sao. Mấy chị lên giúp em là ngôi sao kèm số mét. Chị nào lấy ngôi sao thì lên ngôi sao nha. Cái này là thổ cẩm nè. Thổ cẩm rất là xinh nha mấy chị. Thổ cẩm. Cái này là thổ cẩm nha. Chị nào lấy thổ cẩm thì lên giúp em thổ cẩm kèm số mấy nha mấy chị. Thổ cẩm kèm số mấy. Thổ cẩm kèm số mấy. Cái này mấy chị may dọc cũng được mà mấy chị may ngang cũng được nha. Cái mã này mấy chị may dọc cũng được, may ngang cũng được. Thổ cẩm kèm số mấy nha. Thổ cẩm kèm số mấy giúp em. Thổ cẩm kèm số mấy, 26k một mét. Mấy chị comment giúp em là thổ cẩm kèm số mấy. Thổ cẩm kèm số mấy, áo dài đầm bộ không cần lốt nha mấy chị. Cái này là lụa lạnh Nhật này, rất là đẹp, xinh ơi là xinh luôn. Mấy chị có thấy rõ không? Mấy chị có thấy rõ không? Mấy chị chấm bài lên giúp em với. Em không thấy mấy chị nha, em không thấy mấy chị có thấy em không? Mấy chị có thấy rõ không? Thổ cẩm nha, cái này là thổ cẩm. Lụa là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Vái áo đầm bộ không cần lốt nha mấy chị. Cái này mấy chị may dọc cũng được, mấy chị may ngang cũng được nha. Mấy chị thích may kiểu gì mấy chị may nha. May đường nào cũng được hết nha mấy chị. Lụa Nhật cái này là thổ cẩm kèm số mấy. Chỉ có 26k một mét. Mấy chị may dọc cũng được, may ngang cũng được nha. 26k. Mấy chị có may giúp em là thổ cẩm kèm số mấy nha. Thổ cẩm kèm số mấy. Đẹp ngất ngay. Mấy chị lên áo dài lên đầm lên bộ. Áo dài đầm bộ không cần lốt nha mấy chị. Thổ cẩm nha. Cái này là thổ cẩm. Thổ cẩm kèm số mấy giúp em với mấy chị. Thổ cẩm kèm số mấy chỉ có 26k một mét. Chỉ có 26k một mét đồng giá cho mấy chị nha. Đưa xem rồi. Thổ cẩm. Chị nào lấy thổ cẩm thì báo em thổ cẩm nè. Chị Phạm Thị Ba 2 mét thổ cẩm nè. Kèm số mấy giúp em nha, thổ cẩm kèm số mấy, mấy chị may dọc cũng được mà mấy chị may ngang cũng được nha mấy chị. Chị Phạm Thị Ba 2 mét. Chị Phạm Thị Ba có 2 mét nha. Chị Phạm Thị Ba có 2 mét. Chị nào lấy thổ cẩm thì lên thổ cẩm giúp em nha. Thổ cẩm kèm số mấy. Thổ cẩm kèm số mấy chỉ có 26k một mét thôi. 26k một mét. Chị nào lấy thổ cẩm thì lên thổ cẩm giúp em nha. Rồi em qua mẫu. Mấy chị có thấy rõ không? Đây nha, mấy chị may dọc cũng được mà mấy chị may ngang cũng được. Mấy chị may kiểu gì cũng được hết nha mấy chị. Thổ cẩm kèm số mấy nè. Dạ, ngôi sao đó cũng vải lụa đó chị Phạm Thị Ba. Cũng vải lụa như vậy nha. Ngôi sao đó cũng là vải lụa. Lụa lạnh Nhật có co giãn mềm mướt rũ. Mấy chị may không cần lốt nha. Ngôi sao, chị nào lấy ngôi sao thì lấy ngôi sao giúp em. Cũng chắc y như vậy. Cái lô hàng này như vậy mấy chị nha. Chị nào lấy lụa này, Nhật này, thổ cẩm thì báo em thổ cẩm. Mà chị nào lấy ngôi sao thì lấy ngôi sao nha. Dạ rõ, em cảm ơn chị Hương Mai nha. Chị nào, đẹp ngất ngay nha mấy chị, đẹp lắm. Đây mấy chị. Đây nha mấy chị nha, đẹp không? Đẹp ngất ngay nha. Chị nào lấy thổ cẩm thì lên thổ cẩm giúp em nha. Chị Phạm Thị Ba có 2 mét thổ cẩm. Mẫu mới đẹp không mấy chị? Mấy chị chấm bài lên giúp em với. Mấy chị chấm chấm bài lên giúp em nha ha. Cho nên nổi bài lên nha. Chị Thí Diệu 2 mét thổ cẩm nha.
Chị Thúy Diệp có hai mét thổ cẩm nè. Cái này cũng là lụa Nhật luôn mấy chị nha. Lụa lặn Nhật mấy chị nha. Chấm bi vàng. Chị nào lấy bi vàng thì em lên giúp em bi vàng kèm xuống mấy. Chỉ có 26k một mét nha. Hôm nay em bán mét cho mấy chị. Đồng giá là 26k một mét. Đồng giá 26k một mét. Bi vàng kèm xuống mấy giúp em nha. Bi vàng kèm xuống mấy. Xinh lắm, mềm bướt rũ này mấy chị. Đẹp lắm ngay nha. Mấy chị thấy cái mình vải nó mịn không? Đẹp lắm nha. Đây mấy chị nha. Chị nào lấy cái bi vàng này là bác em bi vàng kèm số mét nha. Bi vàng kèm số mét. Bi vàng hạt kèm số mét giúp em. Chị Khánh Quỳnh một cái chữ bi vàng này. Chị Thí Diệu 2m2 bi vàng đẹp gắt ngay mấy chị nha. Chị Thí Diệu 2m bi vàng. Chị nào lấy bi vàng thì lên giúp em bi vàng kèm số mét nha. Chị Khánh Quỳnh 1,5 m bi vàng. Chị Hằng Phạm 2,2 m bi vàng nè. Màu vàng ở ngoài đẹp lắm mấy chị, xinh lắm nha. Chị Văn Trần 2m bi vàng. Chị Phạm Thị Ba 2m ngôi sao. Em đọc ở bên giấy em kéo em cắt ngồi cây chị nha mấy chị nha. Tại vì chỗ em nó chặt quá em không có cây đem cây vô đây được nên mấy chị comment rồi em cắt. Em sẽ bấm giấy vô trong cái cốc phải của mấy chị nha. Tại vì cái hàng này hàng mấy chứ. Chị Nguyên Mai vàng 1,5 m nè. Lâm Lâm 3m bi vàng. Lâm Lâm có thấy sổ cẩm chưa? Lâm Lâm hồi nãy vừa có thấy sổ cẩm chưa? Sổ cẩm đẹp lắm. Rồi chị nào lên bi vàng nữa lên giúp em bi vàng nha. Bi vàng nè. Đây em sẽ bấm cho mấy chị tên như mấy chị nha ha. Mấy chị comment số mét cái này là em bấm rồi em chốt cho mấy chị nha. Chị nào lấy bi vàng nữa lấy giúp em bi vàng kèm số mét nha. Bi vàng kèm số mét. 26k một mét nha. Chỉ có 26k. Mềm mướt rũ có giãn mạnh mấy chị nha. Cái này là có giãn mạnh. Mấy chị comment nhanh là mấy chị comment rồi để em qua mẫu nè. Nó giãn. Mấy chị thấy nó giãn không? Bi vàng kèm số mét rồi, em qua mẫu bi vàng nha. Em qua mẫu bi vàng này. Hồi sáng là em có dâu màu vàng, giờ em có dâu hồng nha mấy chị. Cũng là lụa lạnh Nhật luôn nha mấy chị nha. Dâu hồng kèm số mét. Và bi đen em chưa thấy, bi đen em chưa thấy chị Phạm Thị Ba. Hiện tại thì bi đen thì em có cái mẫu này nè. Em có mẫu này là bi đen nè. Cái này là bi đen nha. Chị Trần, chị Tùng Duyên đã ok gửi chưa? Để em xem thử. Nếu mà chưa gửi thì em sẽ dồn vô được. Còn mà gửi rồi thì chị dồn vô đơn sau giúp em nha. Thổ cẩm 10 mét cho chị, cho cô Hồng nè. Cô Hồng 10 mét thổ cẩm nè. Chị nào dâu, chị nào lấy dâu hồng thì báo em dâu kèm số mét nha. Chị Yến Bảo 1,5 m bi vàng. Chị Yến Bảo 1,5 m bi vàng này. Em chào Ngọc Mai, chị Ngọc Mai nha. Em chào chị Ngọc Mai nha. Em email của mấy chị ra đây rồi em đi cắt nha mấy chị nha. Em email của mấy chị ra đó rồi em đi cắt nha. Mấy chị cứ comment số mét giúp em nha. Chỉ có 26k một mét nha. 26k một mét. 26k một mét nha mấy chị. Em bán đồng giá cho mấy chị là 26k một mét nè. 26k một mét nha. 26k một mét nè. Chị Thuy Nguyễn 5m hồng nè. 5m dâu hồng cho chị Thuy Nguyễn nè. Lê Trực 20m hồng nè. Chị nào lên hồng thì báo cho em hồng kèm số mét mấy chị. Hồng, dâu hồng, lụa lạnh Nhật nha mấy chị. Cái này là lụa lạnh Nhật nha. Cái này là lụa lạnh Nhật. Lụa lạnh Nhật nha. Chị nào lấy lụa lạnh Nhật này thì báo giúp em hồng kèm số mấy. Dao hồng kèm số mấy nha. Dao hồng kèm số mấy. Quạt bay đi đâu rồi. Chị nào lấy hồng thì báo em hồng kèm số mấy nè.
Chị Hằng Phạm 2m2 dao nè. Mấy chị comment giúp em nha, mấy chị comment giúp em nha. Hồi nãy giờ em lên 3 mẫu rồi đó mấy chị. Chị ba. Hả? Sao? Tờ giá hồi nãy đâu rồi? À quên, à, chị sao xong rồi. Chị Phạm thì 3 mít sao, à. Đọc xong chưa bấm à? Đây. Bi vàng này, chị Hương Mai bi vàng 1,5 m này, chân quần này 1,5 m này, chị Hằng Phạm 2,2 m này, bi 2m này, 55 3m này, chị này 1,5 m này, 55 cái này 2,2 m à? Chị Thế Diệu 2m, chị Thế Diệu 2m thổ cẩm 2m bi vàng này, bi vàng này, còn cái này là thổ cẩm. Thổ cẩm đi đây, thổ cẩm đi chị rồi. Đưa thổ cẩm đây. Thổ cẩm 2m nè. Bi vàng cho cô Hồng 10m vi hồng nè. Dâu cho chị Phạm Thị Ba 1,7 m nè. Nó mềm nó mướt rồi rũ như là lụa nhặt. Nhưng mà nó nhẹ hơn nha, cái này nó nhẹ lắm liệu trực. Cái này nó nhẹ nha. Cái hồng này là chất lụa lạnh mấy chị nha, chất lụa lạnh nhặt mấy chị nha. Mềm mướt rũ có co giãn mịn nè, chứ không phải cứng cứng khô đơ đơ đâu nha. Cô Hồng 10m dao nè. Cô Hồng 10m dao. Mềm mướt rũ nha mấy chị, có chỗ gọi là lụa mịn nha. Chỉ có 26k 1m. Thí dụ em 2 tờ mà ta. À sử dụng hết tờ rồi. Tao bảo mấy tờ rồi. Đó. Đây nha mấy chị nha, mềm mướt rũ nha, chứ không phải cứng cứng, không phải khô đâu. Mềm mướt rũ hơn 100D, chất liệu thị trường có không chị? Lâm Lâm trả lời dùm cho Lê Trực giúp chị với Lâm Lâm. Lâm Lâm không biết là mấy chủ kia có không á, vì cái hàng này ôm lô á. Cái này là ôm lô có, ngồi thị trường có chứ. Cái này là bêu nè, chị nào chưa có bêu thì lên giúp em bêu kèm số mét nha. Cái này là cũng 26k 1m nha. 26k 1m, nó mềm mướt rũ có co giãn. Mấy chị may không cần lốt nha. Chị nào lấy bêu thì bỏ lên bêu giúp em nha. Bêu kèm số mét nha. Bêu kèm số mét. Chị nào lấy bêu thì lên giúp em bêu nha. Cái hàng này là hàng tay. Nên em in mail ra mấy chị nha. Em in mail ra rồi em đi cắt cho mấy chị. Em in mail ra rồi em đi cắt cho mấy chị nha. Lê Trực có 20m hồng dao rồi này. Chị Hằng Phạm 2m2 hồng dao có chưa? Như chưa? Chị Sương Trần 2m dao này. Chị Sương Trần 2m dao. Cái này là lụa lạnh nhặt, mềm mướt rũ nha. Đây nha. Còn gọi là lụa mịn đúng rồi đó. Còn gọi là lụa mịn nữa đó mấy chị. Mềm mướt rũ, chị nào lấy bêu thì lên bêu giúp em nha. Cũng 26k 1m nha mấy chị, bêu. Dạ chị Hồng Thị Phương, cái này cái bêu này cũng là lụa lạnh nhặt luôn đó mấy chị, lụa lạnh nhặt luôn nha. 26k 1m, mấy chị báo cho em là bêu kèm số mét tại vì hôm nay em bán đồng giá là 26k 1m nên mấy chị comment cái mình vải giúp em để em đi cắt cho mấy chị nha. Cái này là bêu nè, chị nào lên bêu thì báo em bêu kèm số mét nè. Bêu kèm số mét. Lấy cái bà bảo để bài. Không in ra hai tờ để ngay tìm họ bỏ. Bêu. Bấm lại giấy khác. Bêu, chị nào lấy bêu thì lấy giúp em bêu kèm số mét nha. Bêu kèm số mét. Bêu kèm số mét chỉ 26k 1m thôi cho mấy chị nha. Chắc là lạnh nhạt, có chỗ gọi là lụa mịn nha. Có chỗ gọi là lụa mịn. Này, bấm thêm cho chị Xuân Trần một cái ni nữa nè. Cánh quần chốt rồi. Là sáng nay bỏ lại bao khác đó. Chị nào lên bêu thì bắt em bêu nha. Phi bóng thì em không có. Phi bóng thì em có vải lụa satin. Em có lụa satin đó chị. Nếu mà chị muốn bêu thì em có lụa satin. Rồi em qua mẫu bêu nha, mấy chị không thích bêu thì em qua mã bêu nè.
Cái này là lụa trăm đê nha mấy chị, cái này là lụa trăm đê nha. CK kèm số mét giúp em. Cái này là CK kèm số mét nha. CK kèm số mét, chị nào lấy CK thì lên CK giúp em nha. CK kèm số mét. CK kèm số mét nha mấy chị. CK kèm số mét. Chị nào lên CK thì bác em CK kèm số mét. Chị Phạm Thị Ba 1m7 bêu nè. Chị Phạm Thị Ba 1m7 bêu. CK kèm số mấy giúp em nha. CK này là lụa trăm đê. CK màu ở ngoài rất là đẹp nha mấy chị. Cũng đồng giá cho mấy chị là 26k một mấy. Chị nào lên CK thì lên CK giúp em nha. Chữ CK nghe mấy chị. CK kèm số mấy. CK kèm số mấy giúp em nha. Cái lon màu này mấy chị. Chị nào lấy lon màu thì lên lon màu giúp em nha. Mềm mướt rũ. Cái này mây đầm maxi đẹp lắm mấy chị. Chị nào lấy lon màu thì lên lon màu giúp em nha. Lon màu này là lụa lạnh nhạt mấy chị. Lon màu là lụa lạnh nhạt nha. Chị nào lấy lon màu thì lên lon màu kèm số mét nha. Lon màu kèm số mét nha mấy chị. Lon màu kèm số mét. Lon màu kèm số mét nha. Chị nào lấy lon màu thì báo cho em lon màu kèm số mét. Lon màu kèm số mét. Lon màu kèm số mét giúp em nha. Lon màu kèm số mét. Hoa này xuất sắc đẹp nhất ngay luôn mấy chị ơi. Đây nha mấy chị nha. Mẫu này là hoa, hoa này là lụa lạnh nhạt nha mấy chị. Chị nào lấy hoa thì comment giúp em hoa kèm số mấy nè. Hoa kèm số mấy. Lon màu có mỏng lắm không chị? Không mỏng chị Hằng Phạm, lon màu nó không mỏng nha. Không mỏng. Chất này nó không mỏng mấy chị may, mấy chị may không cần lốt đâu. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt. Chị nào lên hoa báo em hoa kèm số mét đẹp ngất ngay nha. Cái này là lụa lạnh nhạt hoa. Chỉ có 26k một mét. Chỉ có 26 thôi nha mấy chị. Chỉ có 26k một mét hoa. Đẹp xuất sắc không? Chị nào lên hoa đẹp tuyệt vời. Chị nào lấy hoa thì báo em hoa kèm số mét nha. Co giãn mềm mịn mướt rũ. Mấy chị lên giúp em là hoa kèm số mét. Hoa kèm số mét nha. Chị nào lấy hoa thì lên giúp em hoa kèm số mét nè. Hoa đẹp ngất ngay, váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt, chất liệu có co giãn nha. Hoa. Hoa chị Phạm Thị Ba 1m7 nè. Hoa chị Phạm Thị Ba 1m7. Bêu 1m7 mình lấy rồi. Chưa lấy chưa đắp bay bay nằm dưới chưa chắc được. Mẫu hoa mà chị bỏ vô trong nước. Chị hồi lấy. À. Hoa chị nào lên hoa thì báo em hoa kèm số mét đẹp lắm mấy chị ơi, lụa lạnh nhạt nha. Cái này là lụa lạnh nhạt nè, em đưa sát màn hình cho mấy chị xem nha, hoa đẹp lắm. Xinh lắm mấy chị. Chị nào lấy hoa thì lên comment với em hoa kèm số mét, chỉ có 26k một mét nha. 26k, rất là rẻ nha mấy chị. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt. Chị nào lấy hoa thì lên giúp em hoa kèm số mét nha. Hoa kèm số mét nha. Chị nào lấy hoa thì lấy với em hoa kèm số mét để em qua mẫu cho mấy chị nè. Hoa kèm số mét nha. Chị nào lấy hoa thì báo cho em hoa kèm số mét. Hoa kèm số mét nha mấy chị. Mềm mướt rũ này màu xanh đen. Cái này là nền màu xanh đen nha. Màu xanh đen hoa nha mấy chị. Em đưa sát màn hình cho mấy chị xem nè. Chị nào lấy hoa thì lấy với em hoa kèm số mét nha. Hoa kèm số mét. Rồi hết mẫu rồi kìa. Hoa 553 mét nè. Cái này mấy chị báo cho em là hoa nhí đi mấy chị. Cái này là hoa nhí nha. Hoa nhí kèm số mét nha mấy chị. Cái này là hoa nhí. Chị nào lên hoa nhí thì báo em hoa nhí kèm số mét nha. Hoa nhí kèm số mét. Hoa nhí kèm số mét nha mấy chị. Hoa nhí. Mấy chị báo em nhí đi. Hoa nhí kèm số mét nha. Hoa nhí kèm số mét. Hoa nhí kèm số mấy đẹp ngất ngay, lụa lạnh nhạt nha. Hoa nhí kèm số mấy. Hoa nhí kèm số mấy nè. Hoa nhí nha, chị nào lấy hoa nhí thì bảo em hoa nhí kèm số mấy nè. Nhí nha, cái này là nhí chị Phạm Thị Ba 1m7. Nhà nào lấy nhí thì bảo em nhí kèm số mấy nha mấy chị. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt nha. Nhí. Chị nào lấy nhí thì bảo em nhí kèm số mấy. Nhí kèm số mấy nè. Nhí cho chị Phạm Thị Ba 1m7 nè. Chị Đoàn Thị Hồng Liên 1m7 hoa nhí nè.
Cái này là lụa lặn nhặt nha mấy chị, lụa lặn nhặt nha. Lụa lặn nhặt. Chị nào lên hoa nhí 30 mét cho lê trực này. Hoa nhí 30 mét cho lê trực này. Chị nào lên nhí thì bảo em nhí kèm số mấy nha. Đẹp ngất ngay. Đẹp ngất ngay luôn mấy chị ơi. Nãy mình cắt cái chị chạy cho thôi. Nhí cái này này, cái này là khác này. À. Chị nào lên nhí nữa thì bảo em nhí kèm số mét nha. Nhí kèm số mét. Chị nào lên nhí thì bảo em nhí kèm số mét nha. Lê Trực thấy bi màu vàng chưa Lê Trực? Lê Trực thấy bi chưa? Bi nè. Bi màu vàng này nha. Bi chị nào lấy bi thì bảo em bi kèm số mét nha mấy chị. Cắt mềm mịn mướt rũ nè. Mấy chị thấy không? Chị nào lấy bi thì bảo em bi. Chị nào chưa có bi thì bảo cho em bi nha. Chưa có bi thì bảo cho em bi kèm số mét. Bi kèm số mét nha. Chị nào lấy hoa nhí nữa thì bảo em hoa nhí kèm số mét nè. Chị Lê Thụ 1m7 nhí nè. Chị Lê Thụ 1m7 nhí. Chị nào lấy nhí này nữa thì bảo em nhí nha mấy chị. Nhí nha. Nhí, chị nào lấy nhí thì bảo em nhí. Chị Phạm Thị Ba nhí 1m7. Chị Hồng Liên 1m7. Chị Đoàn Thị Linh có mưu chưa? Có bao sản chưa? Chị nào lấy nhí thì bảo em nhí nha. Chị nào lấy nhí này thì bảo với em nhí kèm số mét nè. Cái ngôi sao màu trắng này cũng dễ thương lắm nè mấy chị. Cái ngôi sao màu trắng này cũng dễ thương lắm nha. Ngôi sao màu trắng. Ngôi sao màu trắng nha. Chị nào lấy ngôi sao màu trắng này bảo em ngôi sao kèm số mét nha mấy chị. Ngôi sao kèm số mét nha. Chắc lụa lặn nhặt mấy chị nha. Ngôi sao chị này. Chị nào lấy ngôi sao, chưa có ngôi sao thì bảo em ngôi sao. 553m nhí nè. Chị nào chưa có ngôi sao thì lên giúp em ngôi sao kèm số mét nha. Chị Hoa Nguyễn 1m7 nhí. Chị nào lấy nhí thì bảo em nhí nha. Chị Thí Diệu 2m ngôi sao nè. Chị Thí Diệu 2m ngôi sao. Chị nào lấy nhí thì bảo em nhí kèm số mét nha. Chị nào lấy nhí thì bảo cho em nhí kèm số mấy. Ngôi sao cũng đồng giá cho mấy chị là 26k một mấy nha mấy chị. 26k một mấy hình ngôi sao nè. Váy áo đầm bộ không cần lốt nha. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt. Chị nào lấy ngôi sao thì lấy giúp em ngôi sao. Bi thì lấy bác em bi nha mấy chị nha. Bi vàng kèm số mấy. Mấy cái mẫu đó hồi nãy mấy nhiều chị chưa thấy đó. Chị nào chưa có thổ cẩm thì lên giúp em thổ cẩm kèm số mét nha. Thổ cẩm kèm số mét. Mấy chị may giờ cũng được mà mấy chị may ngang cũng được nha mấy chị. Thổ cẩm lên áo dài rất là xinh. Lên áo dài lên áo đầm nha. Lên bộ ống rộng. Mấy chị may giờ cũng được mà mấy chị may ngang cũng được. Chị nào lấy thổ cẩm thì lên giúp em thổ cẩm kèm số mét nha. Thổ cẩm kèm số mét. Chị nào chưa có thổ cẩm thì lên giúp em thổ cẩm kèm số mét. Thổ cẩm kèm số mét nha. Cái này cũng là lụa lặn nhặt luôn mấy chị nha. Đây mấy chị nha. Mấy chị báo em là lườm. Cái chỗ gì đây hả? Chữ VL mấy chị. VL kèm số mấy giúp em đi mấy chị nha. Màu này là màu be mấy chị nha. Màu này là màu be. Màu be nha. Màu ba kèm số mấy giúp em nha mấy chị. Mấy chị bà giúp em là màu ba kèm số mấy đi. Bi vàng chị Văn Trần 3m rưỡi chứ không phải. Hồi nãy chị hình như khúc 2m hả. Rồi để em đổi lại cho chị Văn Trần này. Hồi nãy em tới 2m rồi chị đổi lại 3m rưỡi rồi. Để em đổi chị 3m rưỡi. Ok chị Văn Trần nha. Chưa khui tới lê trực. Khui tới đa khui tới nào lai tới đó thôi chứ còn chưa biết nha. Cái này là màu be nha mấy chị, màu be. Chị nào lấy màu be này thì báo em màu be kèm số mét nè. Màu be kèm số mét giúp em nha. Màu be. Cái này là màu be mấy chị, lụa lặn nhặt nha. Váy áo đầm bộ không cần lốt. Be kèm số mét nha. Màu be nha, màu be. Chữ y vị mấy chị. Màu be chữ y vị nha. Màu be chữ y vị mấy chị nha.
Màu ba, chị nào lấy màu ba này thì báo em ba kèm số mét nè. 26k một mét nha. Màu này mấy chị mặc rất là sáng da nè. Màu ba, chị nào lấy màu ba này thì báo em màu ba kèm số mét nha. Màu ba kèm số mét. Chị Hoa Nguyễn 2 mét bi vàng dồn đơn rồi, ok chị Hoa Nguyễn nha. Chị Bảo Yến 1 mét chữ màu be nè. Màu be cho chị Bảo Yến 1 mét chữ, chị nào màu be này thì báo em be kèm số mét nha. Màu be kèm số mét. Màu be kèm số mét nha. Be cho chị Chi Bo 2 mét nè. Dạ, cái chất này là lụa lạnh nhặt các chị Văn Lệ Thu. Có chỗ gọi là lụa mịn nha, mềm mướt rũ. Có co giãn mấy chị may không cần lót nha. Ba, chị nào lấy ba này có chữ yêu về nha. Ba, chị nào lên ba thì báo em ba kèm số mét nè. Ba kèm số mét. Chị nào lấy ba thì báo em ba kèm số mét nha. Rồi em qua mẫu cho mấy chị. Cái này là chữ đi ô mấy chị nha. Chữ đi ô này là lụa lạnh nhặt luôn nha mấy chị. Đẹp ngất ngay nha, màu đỏ. Đỏ đẹp lắm mấy chị. Đỏ ở ngoài nó đẹp lắm, không có chói như trong màn hình đâu nha. Chị nào lấy đỏ thì báo cho em đỏ kèm số mét nha. Chữ đi ô nha mấy chị. Cái này là chữ đi ô nha, đỏ. Chị nào lên đỏ thì báo cho em đỏ kèm số mét nè. Đỏ kèm số mét. Và không có hình thú chị Linh nhìn tay. Em không có hình thú nha. Em có quả dao nè. Em có bổ dao. Em còn có màu vàng này là 2m6. Chị nào lấy 2m6 thì comment cho em 2m6 nha. 2m6. 2m6. Màu vàng nha. Dao màu vàng này em còn khúc này là 2m6 nè. Chị nào lấy thì báo em giúp em 2m6 nha. Còn màu hồng thì em còn. Dao màu hồng em còn nha. Dao màu hồng em còn. Lấy ba cho chị Hằng Nguyễn 2 mét nè. Đây hình thú, cái này là hình búp bê chứ không phải hình thú chị Linh miền Tây. Em có hình búp bê này nha. Chị nào lấy hình búp bê nè thì lấy giúp em nè. 2m6 cho chị Bảo Yến nè. 55 5m đỏ. Chị nào lên đỏ thì bảo em đỏ nha, đỏ chữ đề ô nha. Đẹp, ngất ngay lụa lạnh nhặt mấy chị nha. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ này, 26 cho chị Bảo Yến này. Chị Đoàn Thị Hồng Liên. Đây, đây cái này là hình búp bê nha mấy chị nha. Cái hình này là hình búp bê chứ không có hình thú nha mấy chị. Đây. Họ Tiết, chị nào lấy búp bê này thì mấy chị báo em họ Tiết nha. Cái này là họ Tiết nha mấy chị. Cái này là họ Tiết giúp em nha. Họ Tiết giúp em nha. Đỏ mười mét cho cô Hồng nè. Cô Hồng mười mét đỏ. Chị nào lấy đỏ này thì báo em đỏ kèm số mét nha. Đỏ kèm số mét. Đỏ kèm số mét. Này 26, cái hồi khúc hồi nãy 26 bấm vô nha. Khúc mua bây giờ mà giao nó. Còn mấy cái này là màu be nè. Chị nào lên đỏ thì báo em đỏ kèm số mét nha mấy chị. Đỏ kèm số mét nè. Đỏ chữ đề ô nha. Lụa lạnh giặt nha. 26k một mét nha. 26k một mét nha. 26k một mét. Nãy ta có tiếng hai giấy trong đó rồi. Không biết nằm đi làm nha chứ mấy chị. Đó nằm trong đó đó. Có in hai lần đó. Đưa cái đậu rồi đó. Chị nào lấy đỏ thì báo cho em đỏ kèm số mét nè. Đỏ kèm số mét nha. Chị Vũ Thị Dung 2 mét đỏ. Và lụa lạnh nhật đó chị Hằng Nguyễn. Lụa lạnh nhật nha. Cái bi màu vàng đó là lụa lạnh nhật đó chị. Hôm nay em like lụa lạnh nhật hết cho mấy chị nha. Chị nào lấy đỏ này thì lên giúp em đỏ kèm số mét nè. Đỏ kèm số mét. Bi này cũng là lụa lạnh nhật này. Mấy cái hoa này rất là xinh. Cái này là mấy chị comment với em là hoa này. Hoa kèm số mét đẹp ngất ngay, lụa lạnh nhật có co giãn nha mấy chị nha. Chỉ có 26k một mét, chị nào lấy hoa thì bảo em hoa kèm số mét. Gửi đi cho chị Hoàng Liên giấy để bấm.
cái giá nó ghi vô cho đi. Tựa nè. Chị nào lấy hoa thì bác em hoa kèm số mét đẹp lắm. Cái hoa này đẹp xinh lắm mấy chị. Chỉ có 26k một mét thôi nha hoa. Chị nào lên hoa này rất là sang nha mấy chị. Đây hoa kèm số mét. Cái này là lụa lành Nhật hết nha mấy chị. Mấy cái chất này là lụa lành Nhật hết nha. Mấy cái chất đó là lụa lành Nhật hết. Giấy có, bêu có. Cái này là lập thể nha mấy chị. Chị nào lên lập thể thì bán cho em lập thể kèm số mét nha. Lập thể kèm số mét 26k một mét nha. Chị nào lấy lập thể này thì lên giúp em lập thể kèm số mét nha. Lập thể kèm số mét nha. Lập thể kèm số mét. Chị nào lấy lập thể thì lên giúp em lập thể kèm số mét. Chắc này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Có chỗ gọi là lụa mịn. Lập thể, chị nào lên lập thể giúp em nha. Mấy chị lên lập thể giúp em nha mấy chị nha. Lập thể kèm số mét nè. Lập thể kèm số mét nha. Hôm nay em bán cho mấy chị đồng giá là 26k một mét. 2 mét là chỉ có 52k thôi. Đây nha mấy chị, lập thể kèm số mét. Lập thể kèm số mét. Ủa trời, nãy là phải bán lầm lầm. Chị nào lấy lập thể này thì bán em lập thể kèm số mét nha. Rồi em like vải thun cho mấy chị nè. Cái này là thun trái mấy chị nha. Cái này là thun trái, giá 135k một ký nha. 135k một ký. Cái này hàng khúc á. Khúc này là 76k. 76 mấy chị bảo em 76 nha. 76. 76 khúc này là 76k. 76. 76 mấy chị bảo em 76 nha. 76. Chị nào lấy 76 thì báo em 76 nha. 76 mấy chị báo em 76. Khúc này là 76, thun thun trái mấy chị nha. Có chỗ gọi là thun cô tông. Thun cô tông mấy chị nha, thô cung. Hai mét ba 76k. Hai mét ba này là 76 mấy chị. Hai mét ba 76. Hai mét ba này là 76k hả? Hả? Cái mà không vô tin nhắn được á, chỉ vô chưa? Cái mà không gửi được tin nhắn á. 76 mấy chị, cái này là 76 nha, thun mấy chị nha, thun trái nha. Nó về cho mình cái này là bằng bằng vi tính mấy chị nha, cái chữ này là về vi tính cho mình nè. 76 chị nào 76 thì mà báo em 76 nha. Cái này là bi đen nha mấy chị nha, cái này là bi đen nha. Cái này là bi đen, bi đá mấy chị, cái này là bi đá nha, nhỏ có to có nè, màu đen. Chị nào lên giúp em là đen kèm số mấy nha. Chị nào lên đen báo em đen kèm số mấy. Chị cảm ơn có coi like đó không? Đen kèm số mấy không? Cái vô trong tin nhắn mình chưa chứ mình gửi cho hình cho họ có được đâu bao còn này. Đen kèm số mấy nha, chị nào lấy đen thì bảo với em đen kèm số mấy. Đen kèm số mấy nha. Mấy bên em không có vô nữa. Chị nào lấy đen máy đưa rồi sao mà không thấy trời ơi. Mấy chị có comment mấy chị có thấy không mấy chị? Mấy em nó bị đơ rồi mấy chị ơi. Nhiều chị không nghe em nhắc. Mấy chị không nghe em đọc tên mấy chị nhắc lại giúp em nha. Mấy chị không nghe em đọc tên mấy chị nhắc lại giúp em với mấy chị nha. Bi đen kèm số mét, chị nào lấy bi đen này thì lên bi đen giúp em nha. Bi đen kèm số mét nha. Bi đen 1m7. Bi đen trời nó quá trời nè. Rồi để em lên nè, trời ơi đỏ nè. Hoa cho chị Vũ Thị Dung 2m5 nè. Mấy chị comment quá trời mà máy em nó bị đứng đó mấy. Hoa cho chị Vũ Thị Dung 2m5 nè, chị Khánh Quỳnh 1m5 hoa nè. Mấy chị comment. Hoa là hoa lớn, còn nhí rồi nhí. Hoa là hoa lớn đó đó. Anh không nổi nữa rồi.
Kiểu nào lên hoa thì bái em hoa mấy chị nha. Kiểu nào lấy bi thì bái em bi, bi đen kèm số mét nha. Bi vàng có, bi đen có nha. Đang thấy dễ không một nhớ bá thịt luôn không chạy nổi. Mấy chị đợi em chút mấy chị nha, mấy chị đợi em một chút nha. Chị Khánh Quỳnh 1,5 mét hoa nè. Chị Khánh Quỳnh 1,5 mét hoa. Chị Hằng Nguyễn 2 mét bi có rồi nè. Chị Vương Bùi 2 mét hoa nè. Chị Vũ Thị Dung 2,5 mét lập thể nè. Chị Thị Hà 6 mét lập thể nè. Cô Hồng 10 mét lập thể. Rồi chị nào lấy bi đen thì lên giúp em bi đen kèm số mét nha. Bi đen kèm số mét nha. Bi đen kèm số mét. Bi đen kèm số mét. Này chị Xuân Trần này. Bi đen cho chị Phạm Thị Ba 1,7 mét này. Chị là chị Hà lập thể có rồi, cô Hồng lập thể có rồi, 10 mét có rồi nha. Cô Hồng 10 mét có rồi. Dạ không có lê nền mấy chị, em có cái này là lụa lạnh nhật thôi nha, mềm mướt rồi có co giãn. Đồng giá là 60k, 26k 1 mét nha mấy chị. 26k 1 mét nha. 26k 1 mét. 26k 1 mét nha. Chị nào lấy 26 thì lấy giúp em 26. Bi đen kèm số mét nha. Chị nào lên bi đen thì báo em bi đen kèm số mét nha. Bi đen kèm số mét nha. Rồi em lên mẫu này cho mấy chị nữa nè. Cái này là trái thơm nha mấy chị. Cái này là cũng là lụa lạnh nhạt luôn nha mấy chị. Mấy chị lên giúp em là trái thơm kèm số mét. Trái thơm kèm số mét nha. Trái thơm kèm số mét. Thơm kèm số mét giúp em nha mấy chị. Em email cho mấy chị nha. Em email rồi em ra đó em cắt nha. Tại vì chỗ em nó chặt quá em không có khiên hàng cây vô đây được đó. Nên mấy chị cứ comment rồi em cắt trong cái mail này cho mấy chị nè. Chị nào lấy thơm thì báo em thơm kèm số mét nha mấy chị nha. Thơm nha, cái thơm kèm số mét nha. Lụa lạnh nhạt nha mấy chị. Thơm kèm số mét. Mắc như lanh không? Dạ không. Mắc như lụa thôi chứ còn không mắc như lanh được chị Văn Lệ Thu nha. Mát như lụa thôi, so với lụa thì mát thôi chứ còn không so được với lanh nha. Lanh thì cô tông 100%, không có nào mà mát qua lanh hết. Cái này là nó mát như mấy cái lụa măng gồ, lụa nhạc, lụa trăm đê thôi chứ còn không có mát như là lanh được chị Văn Lệ Thu nha. Chị nào lấy trái thơm thì lấy nhé em, trái thơm kèm số mét nha. Thơm kèm số mét nha. Còn đâu trong này chưa có. Thơm, chị nào lấy thơm thì báo em thơm kèm số mét. Thơm kèm số mét nha. Chị nào lấy thơm thì báo em thơm kèm số mét nè. Thơm kèm số mét. Chị nào lấy thơm thì báo với em thơm kèm số mét nha. Cái hồng vô đây cắt cho họ đi. Để dày mà. Thơm kèm số mét. Thơm cho cô Hồng 10 mét nè. Cô Hồng 10 mét thơm nè. Cô Hồng 10 mét thơm. Chị nào lấy thơm thì báo em thơm kèm số mét nha. Chị thích lên thôi à. Chị Phạm Thị Ba 1,5 mét thơm nè. Chị Phạm Thị Ba 1,5 mét thơm. Diễm. Chị khui cho bà Trâm mới like đi hồi nhìn để đó hồi chốt rồi thủy bữa chốt. Chị Phạm Thị Ba 1,5 mét thơm nè. Chị nào lấy thơm nữa thì lên thơm giúp em nha. Có mẫu cho bà like các anh kịp thêm mà còn rồi chốt hàng nữa chứ. Chị nào lên thơm thì báo với em thơm kèm số mét khui có cây nào cô được có nhí nhí không vậy? Thơm, chị nào lên thơm thì báo em thơm nha. Cái này là quả thơm quả dứa mấy chị nha. Có chỗ gọi là thơm mà có chỗ gọi là quả dứa nha mấy chị nha. Lụa lạnh nhạt nha. Thơm.
Rồi em lên cái nhí này cho mấy chị nha. Cái nhí này là màu đỏ, màu đỏ mấy chị nha. Màu đỏ nha, nhí nha. Chị nào lên nhí, nhí đỏ kèm số mấy giúp em nha. Mã này là nhí đỏ nha, lụa lạnh Nhật nha mấy chị. Nhí đỏ. Chị nào lên nhí đỏ này bảo em nhí đỏ kèm số mét nha. Nhí đỏ kèm số mét nha. Nhí đỏ, chị nào lên nhí đỏ nha mấy chị. Nhí đỏ kèm số mét giúp em nha. Nhí đỏ kèm số mét. Nhí đỏ kèm số mét nha. Chị nào lấy nhí đỏ thì lên nhí đỏ giúp em kèm số mét. Nhí đỏ kèm số mét nha. Nhí đỏ kèm số mét. Nhí đỏ kèm số mét, lụa lạnh Nhật mềm mướt rũ có giảm nha. Lụa. Nhí đỏ kèm số mét nha. Chị nào lên nhí đỏ thì bá em nhí đỏ kèm số mét nè. Nhí đỏ cho lê trực 30 mét nè. Rồi nhí đỏ này em cắt trong này luôn nè, tại vì cái cây ở đây là em sẽ cắt ở trong này. Cái cây này nó cũng ít để em cắt cho lê trực 30 mét vậy nè. Chị nào lấy nhí đỏ thì lên nhí đỏ giúp em kèm số mét. Nhí đỏ kèm số mét nha mấy chị. Không ha. Chị nào lấy nhí đỏ thì lên giúp em nhí đỏ kèm số mét nha. Nhí đỏ kèm số mét nè. 30 mét cho lê trực nè. Chị nào lấy nhí đỏ thì lên giúp em nhí đỏ kèm số mét mấy chị nha. Đây này mấy chị nhí đỏ nha. 16 17 18 19 20 21. Em còn cũng được mấy chị, còn đó mấy. Trong này cái cây khác mà gì? 30. Rồi lê trực 30 mét cho lê trực này. Rồi 55 3 mét nhí đỏ này. 30 mét cho lê trực này. Cái này pha trắng rồi đó hả bà. Mét nhí đỏ này. Chị nào lấy nhí đỏ thì ba em nhí đỏ kèm số mét nha. Nhí đỏ kèm số mét. Cái nào lên nằm, lên bộ, lên áo dài gì cũng được hết nha mấy chị nha. 55 3 mét nè. Chị nào lấy nhí đỏ này thì ba em nhí đỏ kèm số mét nha mấy chị. Nhí đỏ kèm số mét. Chị nào lấy nhí đỏ thì lên giúp em nhí đỏ kèm số mét nha. Lăm lăm 3 mét nhí đỏ nè. Rồi em qua mẫu cho mấy chị.
em qua mẫu cho mấy chị được mẫu này cũng chưa. Em lên lại cái lo cái hoa này cho mấy chị nha. Hoa nhí nha mấy chị, cái này là hoa nhí nha. Hoa nhí chị lên lớp em là hoa nhí kèm cho mấy này. Hoa nhí này là lụa tam đê nha. Các bạn, hoa nhí này là lụa lạnh nhạt mấy chị. Hoa nhí, chị nào lên hoa nhí thì bác em hoa nhí kèm sơ mấy nè. Hoa nhí kèm sơ mấy chị. Em like cho mấy chị đồng giá, em lấy cái ca này, em like này trường đó lâu quá. Cái này là lụa Hawaii nha mấy chị, cái này là lụa Hawaii nha. Cái này là lụa Hawaii, cái này là mấy chị bác em là hoa đen kèm số mét nha mấy chị. Hoa đen kèm số mét. Hoa đen kèm số mét nha, dẹp cái căn này để hư căn kìa. Tại vì hồi chiều hồi sáng không có cái nước. Đưa đưa cái máy tay vô lại nè. Mạng nó chập chờn mà máy em nó bị đơ nó thành ra là không thấy được mấy chị nè. Cái này là lụa Hawaii nha, cái nào là hoa đen, chị nào lấy hoa đen thì lấy với em hoa đen kèm số mét nha. Hoa đen kèm số mét nè. Nhí đỏ cho chị gái Võ Thị 2 mét nè. Nhí đỏ cho chị gái Võ Thị 2 mét. Chị gái Võ Thị có 2 mét nhí đỏ nha. Chị gái Võ Thị có 2 mét nhí đỏ. Chị Thuận Lê ha lụa Hawaii bông đen 1 mét 7. 1 mét 2 mét cho chị Thúy Diệu nè. Hôm nay em bán cho mấy chị lụa đồng giá là 26k một mét nha mấy chị. Hôm trước là cái này là giá 170k một ký của em á. 2 mét là nó thành 57 lần mấy chị nha. Hôm nay còn có 52 nè. Em bán cho mấy chị có này có nọ. Đồng giá là 26k một mét hết nha. Hoa đen, chị nào lên hoa đen thì báo em hoa đen kèm số mét nha. 2 mét cho chị Thúy Diệu nè. Cái máy in mail đang dịch kì nữa trời. Bà túi về cua lẹ cái má nó giùm cái đi. Má chi mà đơ thiệt cái chứ. Ý là về gỡ bớt đi. 1m7 cho chị Thuận Lê nè, màu đen nè. Chị Thuận Lê màu đen, má bên này nè. Em chị gái Võ Thị đi. Rồi, này 1m7 cho chị Thuận Lê nè. 2m cho chị Hà Thí Diệu nè. 2 mét cho chị gái Võ Thị nè. Nhí rõ nè. Chị nào lên hoa đen đó, ba em hoa đen kèm số mét đi mấy chị nha. Hoa đen kèm số mét. Hoa đen kèm số mét nha. Cái hoa đen đó là chất lụa Hawaii nha mấy chị. Mềm mướt lũ có dạng hết. Hai mét cho chị gái Võ Thị. Cái hàng hôm nay em bán mét đồng giá cho mấy chị là 26k một mét nha mấy chị nha. 26k một mét. Chị đào lên hoa đen nữa, tao bỏ em hoa đen kèm số mét nha mấy chị. Hoa đen kèm số mét. Cái này là lá đỏ nè mấy chị. Cái này là lá đỏ nha. Lá đỏ này là lụa lạnh nhặt mấy chị nha. Cũng 26k một mét. Chị Anh Lâm 2m2 hoa đen dòng đơn.
Chị anh Lâm hai mấy hai hơi đen dùng đơn cho chị anh Lâm này. Cái này là lá đỏ nha mấy chị, cái này mấy chị may đầm maxi, may bộ gì cũng được hết nha mấy chị nha. Chị Thanh Thủy 3 mét nhí đỏ nè. Chị Thanh Thủy 3 mét nhí đỏ. Chị Thanh Thủy 3 mét nhí đỏ. Chị anh Lâm 2 mét 2 màu đen nè, hoa đen nè. Chị nào lên lá đỏ thì bác em lá đỏ nha mấy chị nha. Lá đỏ kèm số mét nha. Yên rồi anh Lâm yên rồi. Hai mét hai cho chị anh Lâm hoa đen này, hoa đen này là chất liệu lụa Hawaii nè. Hai mét hai, chị Thanh Thủy 3 mét nhí đỏ. Cái hoa hoa mà mấy chị không thấy được cái hoa nhí nào đâu. Lá bưa đúng ba mét cho chị Thanh Thủy này, nhí đỏ cho chị Thanh Thủy 3 mét này. Rồi cái này là lá đỏ nha mấy chị. Chị nào lên lá đỏ này thì báo em lá đỏ kèm số mấy nha. Lá đỏ kèm số mấy, mấy chị may đầm may bộ. Lá đỏ kèm số mấy. Chị nào lấy lá đỏ này là chất liệu này là lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Mềm mướt rũ có giãn nha. Lá đỏ mấy chị lên giúp em là lá đỏ kèm số mấy. Lá đỏ kèm số mấy giúp em nha mấy chị. Lá đỏ kèm số mấy. Mềm mướt rũ mấy chị may không cần lốt nha. Đồng giá 26k một mét. Chị nào lấy lá đỏ thì báo em lá đỏ nè. Chị nào lấy lá đỏ thì báo em lá đỏ nha. Cái này mấy chị báo em là họa tiết kèm số mét nha mấy chị. Lụa tâm đê nha. Mềm mướt rũ có giãn nha. Mềm mướt rũ có giãn nha. Cái này là mấy chị báo em là họa tiết kèm số mét nha. Họa tiết kèm số mét. Chị nào lấy cái này thì báo em họa tiết kèm số mét nha. Họa tiết kèm số mét. Họa tiết kèm số mấy. Lụa trăm đê nha. Họa tiết kèm số mấy. Họa tiết kèm số mấy giúp em nha mấy chị. Họa tiết kèm số mấy. Sân bơ này là thun chị. Sân bơ này là thun nha. Sân bơ này là thun quả lê nha mấy chị. Cái này là thun nha, thun lạnh. Cái này là thun lạnh nha mấy chị. Cái này là thun lạnh nha. Chị nào lấy thun lạnh này thì báo em thun nè. Chị Hằng Phạm lấy cái thun này thì báo em thun nha. Cái đó là thun vậy chị nha. Cái đó là em bán ký. Giá 135k một ký. Chị nào lấy họa tiết thì báo em họa tiết kèm số mấy. Lụa trăm đê nha. Họa tiết kèm số mấy. Họa tiết kèm số mấy giúp em. Họa tiết kèm số mấy nha. Chị nào lấy họa tiết thì báo em họa tiết kèm số mấy. Họa tiết kèm số mấy nha. Dạ không. Lụa xanh bơ em chưa thái. Lụa xanh bơ em chưa thái nha. Cái đó là thun cháy mấy chị. Cái đó là thun cháy không phải là thun lạnh nha. Em đọc nhầm. Sorry nha. Cái này là thun cháy. Cái này là thun cô tông đó mấy chị. Có chỗ gọi là thun cô tông nha. Có chỗ gọi là thun cô tông. Cái này mấy chị may cho bé thì bình thường nha, còn mấy chị mà may cho mình thì phải áo phủ mông nha mấy chị. Cái này là áo phủ mông nha, tại vì cái này là cái đường dệt vi tính này là nó bằng cái này, nó dệt vi tính này nè, mình mặc là nó bị thái mình á. Mấy chị may áo phôn rộng nè, may áo giấu quần nha. Cái này là thun trái nha mấy chị nha. Cái chữ này nè mấy chị nhìn nè, thấy chưa, cái này là nó dệt vi tính nha. Cái này nó dệt vi tính. Chị nào lấy lê thì lên giúp em là lê đi. Em có được vài mấy cái này là giá 135k một ký nha. Hai mét nó tầm 70k đó mấy chị. Hai mét cái quả lê này tầm 70. Cái này là thun trái mấy chị nha. Thun trái.
có chỗ gọi là thun cột tông đó mấy chị. Một cây như vậy được có vài mấy thôi, em cắt hai mấy thử nha. Hai mét 75 mấy chị, hai mét này là 75 nha, hai mét 75, hai mét này là 75 mấy chị, báo cho em 75, 75, chị nào lấy 75 thì báo cho em 75k kèm số mấy nha, 75k kèm số mấy, hai mét 75k, hai mét 75, mấy chị báo em 75k kèm số mấy nha, 75. Mã này là 75, chị Yến bảo cái này là thun cô tông, có chỗ gọi là thun cháy mấy chị nha. Có chỗ gọi thun cháy, có chỗ gọi là thun cô tông. May cho mình thì mấy chị may áo mà phủ mông nha mấy chị nha. May áo phủ mông. Chị nào lấy 75 này thì báo em 75, 2 mét 75. 2 mét 75, mấy chị báo em 75 nha. Cái này là thun nha mấy chị. Cái này là 75. 2 mét 75, mấy chị báo cho em 75 nha. 75. Mã này là 75k đó mấy chị, 2 mét thun đó là 75. 75. Cái này là lụa tâm đê nha mấy chị. Mấy chị lên báo em là nhí hồng kèm số mấy giúp em nha. Nhí hồng kèm số mấy lụa tâm đê. Mềm mướt rũ có giãn nha. Mấy chị báo cho em là nhí hồng kèm số mét nè. Nhí hồng kèm số mét nha. Chị nào lấy nhí hồng thì lên giúp em là nhí hồng kèm số mét. Cái này là nhí hồng nha mấy chị. Mã này là nhí hồng nha. Nhí hồng này là lụa trăm đê. Vậy em cho mấy nước nào tôi chẳng có việc nữa. Nhí hồng. Chị nào lấy nhí hồng thì báo em nhí hồng kèm số mét nha. Màu này ở ngoài nó đậm hơn trong lai nha mấy chị. Màu hồng này ở ngoài nó đậm hơn trong lai. Mấy chị may không cần lốt nha. Chỉ có 26k một mét, hôm trước là giá 170k một ký, hai mét nó là 57-58 á mấy chị. Mà bữa nay em bán cho mấy chị đồng giá là 52k là hai mét là 26k một mét nha. 26k một mét. 26k, mấy chị lên giúp em nhí hồng kèm số mét. Nhí hồng kèm số mét nha. Nhí hồng kèm số mét. Nhí hồng kèm số mét giúp em nha mấy chị. Chị nào lấy nhí hồng thì lấy nhí hồng kèm số mấy giúp em nha. Nhí hồng kèm số mấy. Nhí hồng kèm số mấy nha. Em qua mẫu cho mấy chị nè. Nhí hồng kèm số mấy. Cái này là beo nha mấy chị nha. Cái này là beo nha. Cái này là beo. Lụa lạnh nhặt mấy chị nha. Cái này là lụa lạnh nhặt beo. Chị nào lên beo thì báo em beo kèm số mấy nha. Beo đỏ nha mấy chị. Beo đỏ nha. Mấy chị giúp em là beo đỏ kèm số mét nha mấy chị nha. Beo đỏ kèm số mét. Đỏ bầm mấy chị, cái này là đỏ bầm nha. Beo. Beo kèm số mét lụa lạnh nhặt, beo nha. Mã này là beo nha. Nhí hồng 10 mét cho cô Hồng nè. Nhí hồng 10 mét cho cô Hồng. Chị Tâm Trần ơi. Chị Tâm Trần comment 32 nhí hồng vậy chị. Nhí hồng bao nhiêu mét? 26k một mét. Chị comment bao nhiêu mét để em cắt nha. Mà chị comment 3m2 nhí hồng hay sao? Em thấy 32 đó mà em không biết là phải 3m2 không chị? Phải 3m2 không? Rồi 3m2 nhí hồng rồi ok chị nha. Cô Hồng 10 mét nè. Mười mấy cho cô Hồng nè.
trồng chị trồng 132 này. Chị nào lấy bêu thì lên bêu giúp em kèm cho mấy nha, rồi em cắt cho mấy chị nha. Em cắt hết cái này thì em cắt qua cái bêu nha, mấy chị comment bêu đi rồi em cắt cho mấy chị nha. 32 cho chị trăm trần này. Ba mấy hai cho chị trăm trần này. Rồi để em cắt nhí cho mấy chị này. Bêu này. Bêu 553 mét bêu này. 553 mét bêu. Lăm lăm ba mít bêu. Chị trăm trần 1,6 bêu này. 1,6 bêu cho chị trăm trần này. Chị nào lên bêu thì bá em bêu kèm số mấy nha. Bêu kèm số mấy. 1,6 cho chị trăm trần này. 2,2 cho chị anh Lâm. Chị nào lên bêu thì bác em bêu kèm số mét nha. Bêu kèm số mét. Này 3 mét rồi. Chị nào lấy bêu thì bác em bêu nha. Để em cắt cái ngồi đó cho chị anh Lâm 2,2. Cái góc này 3 mét rồi. Chị nào lên bêu thì bác em bêu kèm số mét nha mấy chị. Bêu kèm số mét. 26k 1 mét nha. 26k 1 mét em bán đồng giá lụa lạnh Nhật nha mấy chị. Cái này là lụa lạnh Nhật nha. Chị nào lên bêu thì bái em bêu nha. Cái mẫu hoa hồi nãy hầu mà má bị đứng ra đưa đưa hoa nữa. Là đông đông lai like cái hoa kia đúng không? Lấy cái chùa này đúng không? Sự nhầm mã chuẩn rồi nãy. Đó. Sự nhầm cái hoa nhí hoa nữa đó. Trong cái mẫu hồi nãy được thôi. Cái này mấy chị báo em là hoa vàng kèm số mét nha. Lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Hoa vàng kèm số mét. Hoa vàng kèm số mét giúp em nha. Hoa vàng kèm số mét. Hoa vàng kèm số mét giúp em nha mấy chị. Mấy chị lên giúp em là hoa vàng kèm số mét nè. Hoa vàng kèm số mét. Hoa vàng kèm số mét. Bêu chị sang mai 1,5 mét bêu nè. Đồng giá là 26k 1 mét nha. Chắc này có giảng chị Hương Đỗ. Chắc này có giảng chị Hương Đỗ nha. Có giảng chị Hương Đỗ nha. Chị nào lấy hoa vàng kèm số mấy giúp em nha. Hoa vàng kèm số mấy. Hoa vàng kèm số mấy. Cái này là lụa, này là lụa lạnh Nhật mềm mướt rồi. Có giảng mấy chị mặc rất là mát nha. So với lụa là nó mát lắm mấy chị nha. Chị nào lấy cái này thì bá em hoa vàng kèm số mét nè. Hoa vàng kèm số mét. Hoa vàng kèm số mét. Hoa vàng kèm số mét nha. Chị nào lấy hoa vàng thì bá em hoa vàng kèm số mét nè. Hoa vàng kèm số mét. Chị nào lấy hoa vàng thì lên giúp em hoa vàng kèm số mét. Mềm mướt rũ á. Và có nhí chị Hương Đỗ nha. Có nhí chị nha. Hoa vàng kèm số mét nha. Chị nào lấy hoa vàng. Hoa vàng chị An Nguyễn 2,5 mét nè. Máy này bị đứng. Chút mình bỏ thì mới cắt đi. Xem lại tập 2 mấy chữ là 3 mét rồi. Hoa vàng cho chị An Nguyễn 2,5 mét nè. Ba mét bỏ cho Lâm Lâm. Chị An Nguyễn 2,5 mét hoa vàng nè.
Chị Hạnh làm 2m55 có 3m rồi nha. Chị Hạnh làm 2m nè. Cái này là lụa lành Nhật, hôm nay em bán cho mấy chị là mét nha, 26k, đồng giá 26k một mét. 2m cho chị Hạnh làm. Cô Hồng 10m nè. Cô Hồng 10m ra tới các cái này. Cô Hồng có 10m hoa hồng nha. À, hoa vàng nha. Hoa vàng cô Hồng có 10m nha. Để con ra kia con cắt cho cô. Chị Hạnh làm có 2m rồi nha. Chị Hương đổ 8m bêu. Chị Hương đổ 8m bêu, có 8m bêu nha. Hoa vàng 8m cho chị Hương đổ nè. Cô Võ Thị Hồng á. Cô Võ Thị Hồng mà để đó hồi lấy bao bỏ vô. Chưa cắt xong, cắt mỗi 8m cho chị Hương đổ nè. Chị Hương đổ 8m nè. Này này này. In mill cho chị 8m bêu nữa đây. 8m bêu để ra ngoài kia cắt. Cô Hồng để con ra ngoài kia con cắt cho cô Hồng nha, còn cái này ít á. Rồi em qua có mẫu nhí này nè cho mấy chị này dễ thương lắm. Đủ, có đủ 10. Cái gì đủ 17 mấy chị thấy? Chị thấy lấy mã gì 17 mấy? Nhí đỏ, cái này là nhí đỏ mấy chị nha, cái này là nhí đỏ. Màu đỏ nhí vàng đi mấy chị, màu đỏ nhí vàng nha. Đo thoải mái chút nha. Rồi ok chị nha. Em đo dư mà lo chi. Cái này là mấy chị đó em là nhí đỏ hoa vàng nha mấy chị nha. Nhí đỏ hoa vàng. Cái này là nhí đỏ hoa vàng giúp em nè mấy chị. Tại vì hồi nãy em có một cây nhí đỏ rồi. Nhí vàng. Cái này mấy chị báo em là nhí vàng đi mấy chị. Nhí vàng đây nha. Nhí vàng kèm số mấy nha. Nhí vàng kèm số mấy. Nhí vàng. Hoa vàng có chị, có chị thấy nha, hoa vàng đó có, hoa vàng có chị nha. Hoa vàng cho chị Sơn Phúc 1m7 nè. Cái này mấy chị báo em nhí vàng đi mấy chị nha, chị Hương đổ sửa lại giúp em nhí vàng đi chị. Tại vì cái đỏ hồi nãy là em có rồi, em like sợ nó trồng mã của mấy chị á. Chị Phúc 1m7 chị. Nhí đỏ nó đẹp rất ngay nha. Chị thấy cái hoa vàng này 17 mấy phải không chị? Có nha, đủ chị nha. 1m7 nè, 1m7 cho chị Sơn Phúc nè. Chị Sơn Phúc nè. Chị Sơn Phúc có 1m7 hoa vàng rồi nha. Rồi bắt đầu em chốt nhí vàng này. Nhí vàng cho chị Vũ Thị Dung 4m này. Chị Sơn Phúc đơn mới lên số điện thoại giúp em nha. Nào đập máy quay mất rồi. Chị Sơn Phúc lên số điện thoại giúp em với. 1 2 3 4 6 7 8m, 4m nè. 8 cái là 4m cho mấy chị. 4m cho chị Vũ Thị Dung nè. 4m cho chị Vũ Thị Dung. 55 3m nè. Lê Trực đi ra rồi hay sao á? Lê Trực ơi, nhí rất đẹp nha, nhí vàng nè. 55 3m nè, chị Hương đổ 10m có nha. Chị Hương đổ 10m cho em cắt một cây nha. Chị Sen Mai 1m5 nè. Chị Hương đổ lấy nhí vàng rồi, cái lấy nhí đổ không ạ?
Đang có giấy màu đỏ, giấy màu đỏ em thấy chị ghi giấy đỏ 10 mét. Giấy đỏ là chị ghi cái này đây. Là ghi cái này hả, ghi lại rồi đó hả. 1 mét rưỡi cho chị xem mai nhí vàng nè. Chị thấy, chị thấy chụp màn hình đi, chị thấy chụp màn hình đây nè, em đây chị này, hoa vàng nè. Đây chị nha. Đây nè, chị thấy chị chụp màn hình đi. Em ướm lên cho chị chụp nè. Chị chụp giúp em đi nha. Chị chụp màn hình giúp em đây, cái này là hoa vàng nè, lụa lạnh nhạt nha. Cái này là 26k 1 mét nha mấy chị nha, em bán cho mấy chị cái nào cũng là 26k. Cái này là hoa vàng, chị nào lấy cái này là báo em hoa vàng kèm số mét nha. Hoa vàng kèm số mét. Lụa nhạt này nó nhẹ hoa vàng hơn lụa 100D á. Lụa nhẹ, nhẹ hơn lụa 100D ạ. À. Nó cũng co giãn mềm. Co giãn mềm mượt cũng mát mấy chị nha, cái này nó mát nha. Cho chị xem nhí đỏ rồi, ok chị đây, em đưa nhí đỏ cho chị xem nè. Chị nào lên nhí vàng thì báo em nhí vàng kèm số mét nha mấy chị. Có. Đấy. Tức là vấn đề là chưa cắt xong cái đài ấy, sao khỏi khác. Có tâm lại chứ. Đây màu đỏ đây chị. Đang lai hoa đây các bạn. Đây màu đỏ đây nè. Chị lấy mẫu vô rồi. Cắt cho cô này 10 mét đỏ nè. Cắt đủ thứ hết rồi chưa cắt xong. Đây nè nha. Đây chị Hương Đỗ, nhí đỏ đây nha chị nha. Nhí đỏ đây chị nha. Nhí đỏ chị nào lấy nhí đỏ thì lấy giúp em nhí đỏ nè. Nhí đỏ này em có lên rồi đó. Nhí đỏ nha, chị nào lên nhí đỏ thì báo em nhí đỏ kèm số mét. Nhí đỏ kèm số mét nha. Nhí đỏ kèm số mét. Rồi chị nào lấy nhí vàng nữa thì lên giúp em nhí vàng kèm số mét nè. Nhí vàng kèm số mét nha. Mấy chị nào lấy nhí vàng thì báo em nhí vàng kèm số mét. Nhí vàng kèm số mét nha. Cái này là lụa lạnh nhạt nha mấy chị, lụa lạnh nhạt nha. Nhí đỏ 10 mét cho chị Hương Đỗ nè. Nhí đỏ 10 mét cho chị Hương Đỗ. Nhí đỏ này em gần thấy rồi đó mấy chị. Rồi để hồi em chụp hình cho chị Lê Thúy ha. Để hồi em chụp hình cho chị Thúy nha. Chiều em xuống live em sẽ chụp nha chị Thúy. Giờ em đương live em không chụp được, để chiều em xuống live em chụp cho. Đem nước vô mà cũng chưa uống miếng nước kìa. Mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy. Rồi mười mấy cho chị Hương Đỗ nè. Còn là em bỏ cho chị xem mai. Cậu ở trong có cây này được chừng nào. Em bỏ cho chị xem mai nha. Mười mấy cho chị Hương Đỗ nè. Rồi nhí đỏ này em hết nhí đỏ rồi nè. Chị xem mai ơi, còn được 1m2 chị nha. Chị xem mai được còn 1m2 được không chị? Chị xem mai còn được 1m2 chị xem mai nha. Chị xem mai còn được 1m2 chị lấy thì chị báo ok giúp em hết rồi chị.
hơn 1m2, hơn 1m2 vừa xíu đó chị. Chị xem mai lái thì báo ok nha, chị xem mai lái thì báo ok giúp em nha. Em lên cái thổ cẩm này cho mấy chị này, cái này là thổ cẩm nha mấy chị, cái này là thổ cẩm, mấy chị may dọc cũng được mà mấy chị may ngang cũng được nha. Thổ cẩm màu xanh, thổ cẩm xanh mấy chị, mấy chị chị ghi tê cờ xanh giúp em nha mấy chị nha. Thổ cẩm xanh, cái này em có hai màu, màu xanh và màu đỏ, thổ cẩm đỏ, thổ cẩm xanh nha mấy chị. Kèm số mấy giúp em nha, đây là màu đỏ nha mấy chị, mấy chị may dọc cũng được, mấy chị may ngang cũng được nha, mấy chị thích may cái gì cũng được hết. Mai không đủ rồi, 1m2 đó em chốt cho chị Sơn Phúc. Rồi 1m2 em chốt chị Sơn Phúc nha. Cái này là thổ cẩm xanh, kèm số mét giúp em nha. 26k 1m nha mấy chị. Mấy chị may dọc cũng được mà mấy chị may ngang cũng được nha. Mềm mướt rủ có giãn nha mấy chị nha. Màu xanh, thổ cẩm xanh nè. Chị Hương đổ 10m thổ cẩm xanh nè. Cái này là thổ cẩm màu đỏ nha. Mấy chị may dọc cũng được mà mấy chị may ngang cũng được nha. Thổ cẩm xanh cho chị Thu Hiền Nguyễn 2m. Màu đỏ, chị nào lấy đỏ thì báo em đỏ, mà chị nào lấy xanh thì lấy giúp em xanh nha. Đỏ. Chị Huỳnh Thu Trang ơi, thổ cẩm màu gì chị? Chị Huỳnh Thu Trang lấy thổ cẩm màu gì? Tìm màu giúp em, tại vì em đương lai hai màu, màu xanh và màu đỏ nha. Màu xanh và màu đỏ. Cái này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Lụa lạnh Nhật. Rồi xanh này, để em cắt xanh này. Chị nào lấy xanh thì báo em xanh, chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ nha. Chị Thu Huyền Nguyễn 2m xanh này, chị Hương đổ 10m tràn đó cắt đi. Hai mét cho chị Thu Hiền Nguyễn nè. Chị Hương đổ có 10m xanh, 10m đỏ chị Hương đổ nha. Các chị mà 10m để em ra ngoài đó em cắt, tại vì ở ra đây em cắt lễ cho nhiều, để em ra ngoài cây để em cắt nha. Chị Huỳnh Thu Trang 2m thổ cẩm xanh nè. Hai mét cho chị Huỳnh Thu Trang xanh nè. Cái này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha, 26k 1m, chỉ có 52k là có một bộ đồ mấy chị mặc nha. Cô Hồng thổ cẩm xanh 10m. Thổ cẩm xanh cô Hồng 10m nè. Nhiều không? Cắt luôn. Cô Hồng 10m thổ cẩm xanh nè, Hưng chị Hưng đổ 10m nè, để em cắt trong này luôn nè. Nè, 10m cho chị Hương đổ nè. Chị Hương đổ 10m xanh nè. Đỏ để em ra ngoài kia em cắt mấy chị nha. Đỏ để em ra ngoài kia em cắt. Chị cô Hồng 10m xanh nè. Ô cô Hồng con. Cô Hồng 10m xanh. 1 Cô Hồng có 10m xanh nè. Chị Hồng Phan. Chị Hồng Phan 2m đỏ 2m xanh. Chị
này chưa đủ hai mét rồi. Cà phê, cà phê. Chị Hồng Phan có 2 mít đỏ, 2 mít xanh nha. Chị Vương Bùi có 2 mít xanh nha. Cô Hồng có lấy đỏ không cô Hồng? Cô Hồng có lấy thổ cẩm đỏ không? Thổ cẩm đỏ đẹp mà. Cô Hồng có lấy thổ cẩm đỏ này không? Con mới cắt ra con thấy cô mới có xanh lên. Còn cái đỏ này nữa nha. Cái đỏ nữa. Cái này mấy chị may dọc cũng được mà mấy chị may ngang cũng được nha. Chị Hương Bùi có 2 mít xanh nha. Chị Vương Bùi có 2 mít xanh. Chị Hồng Phan có 2 mít màu đỏ, 2 mít màu xanh nha. Chị nào lấy đỏ thì bó em đỏ nha. Chị nào lấy đỏ thì bó em đỏ nè. Hai mét xanh cho chị Hồng nè. Chị Hồng Phan nè. Chị Vương Bùi 2 mét nè. Chị nào lấy xanh thì lên giúp em xanh nha. Thổ cẩm nha mấy chị nha. Chị Vương Bùi 2 mét xanh nè. Chị Trần Tâm 1 mét 7 đỏ, 1 mét 7 xanh này. Cắt cái mét còn 6 mét là cắt mét 7 nó lẻ đó Tâm. Rồi Đạt kia cắt đi. Rồi để Đạt kia em cắt cho chị Trần Tâm đỏ và xanh luôn nha. Chị Trần Tâm đỏ và xanh luôn nha. Trời ơi trời ơi. Nguyễn Vương Trâm 2 mét xanh nè. Nền vàng bi đen là vải vải lụa này luôn đó chị Hồng Phan. Hai mét cho Nguyễn Vương Trâm này xanh nè. Cái này có đỏ nữa nha. Nguyễn Vương Trâm 2 mét thổ cẩm xanh này. Cái chắc này là lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Mềm mướt rũ có giãn. Mềm mướt rũ có giãn nha. Rồi chị nào lấy xanh thì lên giúp em xanh, chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ nha. Thổ cẩm nha mấy chị, cái này là thổ cẩm nha. Thổ cẩm đỏ, thổ cẩm xanh. Em lên cái mã này cho mấy chị là lập thể này. Em xem đỏ. Em xem đỏ đây, đây ghen xương châm. Thổ cẩm nha. Đỏ. Thổ cẩm đỏ đây phương châm nha. Đỏ thổ cẩm nha. Chị nào lấy đỏ thì báo em đỏ nha. Đỏ, chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ. Chị Hồng Phan 3 mét 2 nền đè nền vàng bi đen này rồi ok chị Hồng Phan này. Chị Hồng Phan. Chị Hồng Phan có 3 mét 2 nha. Đỏ 3 mét cho Nguyễn Phương Trâm. Đỏ 3 mét cho Nguyễn Phương Trâm nha. Chị Lâm Minh. Chị Linh Minh hai mấy thổ cẩm xanh. Chị Linh Minh hai mấy thổ cẩm xanh nè. Nguyễn Phương Trâm 3 mét đỏ. Đây các cốc cốc còn nó ham đủ đó. Các cốc cốc phải các đủ rồi. À, cốt cốt là không được đâu ký xanh đó là ai cắt nãy giờ có cắt đâu xanh nó Diễm đem vô mà xanh xanh Diễm cắt xong Diễm đem vô cả bao mà đấy đây là khúc này hồi nãy cắt còn 1,9 á cái này là cái mười mấy này chia ra nè còn cái nào nãy cắt còn 1,9 hai mấy cho chị Linh Minh nè. Này, cái này còn của ai này đang mở vô. Nó của chị Hồng Phan mà chưa cắt đỏ cho chị đó. Nguyễn Vương Trâm có 3 mét đỏ rồi nha. Thổ cẩm đỏ 1 mét 8.
Cổ cảnh lỡ 1m8 cho chị Nguyễn Thị Thúy này. Chị Anh Võ Tiết Võ nhận hàng rồi này. Nha em, dạ em cảm ơn chị Anh Tiết Võ nha. Anh chị Anh Nguyệt Võ nha. Chị nào lên đỡ thì báo em đỡ kèm số mấy này. Bấm cho Nguyễn Phương Trâm chưa? Phương Trâm ba mấy đỏ bấm rồi. Để coi chừng máu quọt ba mắt trái rồi. Chị Nguyễn Thị Thúy có 1m8 nè. Chị Nguyễn Thị Thúy có 1m8 đỏ nha. Chị nào lấy sổ cẩm đỏ này thì báo em đỏ kèm số mấy nha. Sổ cẩm đỏ kèm số mấy. Em qua mẫu cho mấy chị nè. Em qua mẫu cho mấy chị nha. Cái này là họ Tiết nha mấy chị. Cái này mấy chị lên giúp em là họ Tiết kèm số mấy. Này trái phải em thấy giống như nhau mấy chị ơi. Đây. Họ Tiết kèm số mấy nha. Chị nào lấy họ Tiết thì lên giúp em họ Tiết kèm số mấy. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt nha mấy chị. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt. Chị nào lấy họ Tiết thì báo với em họ Tiết kèm số mấy. Họ Tiết kèm số mấy nha. Họ Tiết kèm số mấy. Lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Cái này là lụa lạnh nhạt. Họ Tiết kèm số mấy. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt. Chị nào lấy họ Tiết thì lên giúp em họ Tiết kèm số mấy. Họ Tiết kèm số mấy giúp em nha. Họ Tiết kèm số mấy. Họ Tiết. Chị Tâm Trần, em có vải thun. Thun trái. Em có thun trái đó chị. 3 4 5 5 mét cho 55 nè. 55 5 mét nè. Chưa lấy bi đen đang cho chị Hồng Thao. Ở ngồi đó. Thế là chị in chưa? Má in mày đây nữa. Mày ra mày của ta in. Chị Hòa Tiết chưa? Hòa Tiết chị Hương đổ 10 mét nè. Chị nào lấy Hòa Tiết thì lấy giúp em Hòa Tiết nha. Hòa Tiết kèm số mét. Lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Cái này là lụa lạnh nhạt này. Hòa Tiết. Chị nào lên Hòa Tiết thì báo cho em Hòa Tiết kèm số mét nha. Hòa Tiết kèm số mét. Đây. Cắt 55 năm mấy rồi đây nè. Chị Hương đổ 10 mét nha. Chị Hương đổ 10 mét. Rồi ok chị Nguyễn Thị Thúy nha. Ok chị chiều để em xuống ngay em chụp cho. Chị nào lấy họa tiết thì lấy giúp em họa tiết kèm số mấy. Họa tiết kèm số mấy giúp em nha. Lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Chỉ có 26k một mét thôi. 26k một mét. Cái này đổ 10 mét em cắt luôn. Và cắt xong mày đừng có bắt chia ra cắt lại nha. Hồi nãy nó mười mấy chị trong đây con mất công mười mấy chị ra kia. Chị Hương đổ mười mấy họ Tiết này. Chị nào lấy họ Tiết thì báo em họ Tiết nha. Mười mấy ra đó cắt không được. Để đặt mày nữa. Chị nào lấy họ Tiết thì báo em họ Tiết kèm số mấy. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt. Mềm mướt rũ nha. Cái này là lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Lụa lạnh nhạt. Chị nào lên họ Tiết nữa thì lên giúp em họ Tiết kèm số mấy nè. Họ Tiết kèm số mấy nha. Họ Tiết kèm số mấy. Chị nào lên họ Tiết thì báo cho em họ Tiết kèm số mấy nha mấy chị. Họ Tiết kèm số mấy. Cái này trái phải thì em thấy nó cũng đẹp hết trơn mấy chị. Về trái về phải gì nó cũng đẹp hết trơn mấy chị nha. 9-10 với nhau mấy chị. Chị nào lấy họ Tiết thì báo em họ Tiết kèm số mấy. Rồi em qua mẫu cho mấy chị nha. Họ Tiết kèm số mấy. Họ Tiết kèm số mấy. Họ Tiết kèm số mấy. Em lên cái này cho mấy chị nè. Em lên cái tay màu bạc chụp lại cho mình nè. Bây giờ đây. Mấy chị đợi em chút nha mấy chị. Này là lụa trăm đê nha mấy chị nha. Cái hoa này là lụa trăm đê này. Hoa này là lụa trăm đê. Em cũng bán đồng giá cho mấy chị. Chỉ 26k một mét nha. Hoa tím. Mấy chị bảo em là hoa tím kèm số mấy nha mấy chị. Hoa tím kèm số mấy. Mềm mướt rũ có giãn nha. 26k một mét. Mấy chị comment với em là hoa tím kèm số mấy. Hoa tím kèm số mấy nha. Hoa tím kèm số mấy. Hoa tím kèm số mấy giúp em mấy chị.
hoa tím kèm xương mấy nha. Cái này là lụa tâm đê nha mấy chị, mềm mướt rồi cũng có dạng. Cái này em đăng ký là một và hai mấy của nó là 58-57k là hai mấy đó mấy chị. Hoa tím nha, hoa tím, chị nào lấy hoa tím thì lấy cho em hoa tím kèm số mấy. Hoa tím lụa trăm đê, hoa tím kèm số mấy, hoa tím kèm số mấy giúp em nha mấy chị nha. Hoa tím kèm số mấy, chị nào lấy hoa tím thì lên giúp em hoa tím kèm số mấy nha. Hoa tím kèm số mấy, hoa tím kèm số mấy, mềm mướt rũ có co giãn nha mấy chị, mềm mướt rũ có co giãn nha. Chị nào lấy hoa tím thì lên cho em hoa tím kèm số mấy, chắc rất là đẹp, lụa trăm đê, mềm mướt rũ có co giãn nha. Chỉ có 26k một mét chẵn mạnh cho mấy chị này. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lố nha mấy chị. Hoa tím kèm số mấy, hoa tím kèm số mét nha. Chị nào lấy hoa tím thì lên giúp em hoa tím kèm số mấy, hoa tím kèm số mấy, hoa tím kèm số mét nha mấy chị. Chị nào lấy hoa tím thì báo em hoa tím này, rồi em qua mẫu nha. Mấy chị không chọn em qua mẫu hoa tím nè. Hoa tím đây là cái này. Chị nào chưa có nhí hồng thì lên giúp em là nhí hồng kèm số mét này mấy chị. Nhí hồng kèm số mấy lụa tâm đê nha. Nhí hồng màu này ở ngoài nó đậm hơn trong lai nha mấy chị. Cái màu này ở ngoài nó đậm hơn trong lai nha. Chị nào lấy nhí hồng này thì lấy giúp em nhí hồng kèm số mấy. Nhí hồng kèm số mấy, nhí hồng kèm số mấy, nhí hồng kèm số mấy. Chị nào lấy nhí hồng thì lấy giúp em nhí hồng kèm số mấy nha mấy chị nha. Nhí hồng kèm số mấy, em còn được vài mét nữa nè. Nhí hồng kèm số mấy, chị nào lấy nhí hồng thì báo em nhí hồng lụa tâm đê, mềm mướt rũ có co giãn nha mấy chị nha. Cái này nó co giãn 4 chiều luôn nè mấy chị. Nhí hồng kèm số mấy giúp em nha. Nhí hồng kèm số mấy, chị nào lấy nhí hồng thì lên giúp em nhí hồng kèm số mấy. Dạ không lốt chị Hồng Phan nha, may không cần lốt chị Hồng Phan. Nếu mà muốn chị mà mấy chị mà muốn may đẹp thì mấy chị lốt cho nó đẹp cái áo. Em tới hàng mà hàng thiết kế là thường thường mấy chị nào cái nào mấy chị cũng lốt hết. Còn mình may thì mình ít khi lốt, mà nếu mình lốt thì nó đẹp hơn, còn không cần lốt cũng được nha. Chị nào lấy nhí hồng thì lấy giúp em nhí hồng kèm số mấy, nhí hồng kèm số mấy nha. Thổ cẩm đường sau đây chị Huy, em có thổ cẩm màu xanh và thổ cẩm màu đỏ nha. Chị lấy thổ cẩm đỏ thì báo em thổ cẩm đỏ kèm số mét nè, thổ cẩm xanh kèm số mét giúp em nha. 26k một mét. Chị lấy xanh thì báo em xanh, mà chị lấy đỏ thì báo em đỏ. Mấy chị may dọc cũng được, mà mấy chị may ngang cũng được nha mấy chị nha. Đỏ, chị nào lấy đỏ thì báo em đỏ kèm số mét, mà chị nào lấy xanh thì báo em xanh nha. Thổ cẩm lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Chị Quy nha, hai mẫu, hai mẫu. Rồi em lên lại cái nhí này nè. Bà giá. Cái này là nhí mấy chị nha. Cái này là nhí nha, nhí xanh. Cái này mấy chị báo em là nhí xanh kèm số mét nha. Nhí xanh kèm số mét. Cái này mấy chị may không lốt đâu nha mấy chị. Nhí xanh đẹp ngất ngay nha mấy chị nha. Nhí xanh 26k một mét nha. Nhí xanh, chị nào lên nhí xanh thì báo em nhí xanh kèm số mét nè. Nhí xanh kèm số mét, lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Chị Quy lên trần thổ cẩm đỏ 1m8. Chị Quy lên trần thổ cẩm đỏ 1m8 nè. Chị nào lấy nhí xanh thì lấy giúp em nhí xanh kèm số mấy, đẹp ngắt ngay luôn nha mấy chị nha. Lụa lạnh nhạt mấy chị nha, mềm mướt rũ, chắc này mấy chị mặc mát nha. Có co giãn, may không cần lốt. Chị nào lấy nhí nhí xanh kèm số mấy giúp em nha. Nhí xanh kèm số mấy, hoa rất là dễ thương nha mấy chị. Nhí xanh kèm số mấy, chị nào lên nhí xanh thì báo cho em nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy giúp em nha. Mấy chị có thấy rõ không mấy chị? Mấy chị có thấy rõ không?
Hồi nãy giờ em thấy sơ mặn nó bị đơ rồi. Nhí đỏ kèm cơ mấy. Rồi chị Quy Linh Trần hai mét cũng được này, rồi để em sửa lại hai mét nha. Để em sửa lại hai mét. Chị Quy Linh Trần hai mét này. Chị nào lấy nhí xanh thì lấy giúp em nhí xanh kèm sơ mấy. Nhí kem kèm sơ mấy. Màu kem sơ lưng đây chị. Màu be. Đây mấy chị nha, cái này cũng lụa lạnh nhặt luôn mấy chị nha. Màu kem, chị nào lấy kem thì bỏ em màu kem kèm sơ mấy nha. Màu kem mềm mướt rồi cũng có co giãn. Màu kem, chị nào lấy màu kem thì lên giúp em màu kem kèm sơ mấy. Đây chị Xuân Trần nha. Đây chị Xuân Trần nha. Chị nào lấy kem thì bỏ em kem kèm sơ mấy nè. Màu kem kèm sơ mấy lụa lạnh nhặt nha mấy chị. Màu này rất là sang nha. Màu kem, màu be đó mấy chị. Đây nha, nó ngồi nó đậm hơn trong lai nha. Chị nào lấy kem thì lấy giúp em kem kèm xuống mấy. Kem kèm xuống mấy nè. Trời ơi, hoa đẹp như vậy mà sao mấy chị không chố. Trời ơi, đẹp, nhí đẹp ngất ngay. Nhí đẹp ngất ngay nha mấy chị nha. Hoa nhí tuyệt vời lắm. Vái áo dài, bộ áo dài không cần lốt nha mấy chị. Mềm mướt rủ có co giãn nha. Nhí, nhí xanh. Chị nào lấy trái thơm nè, báo em thơm kèm số mét nha. Chị Xuân Trần 2 mét kem. Cái này là trái thơm nha mấy chị nha. Chị nào lấy trái thơm thì lên giúp em trái thơm kèm số mét nha. Trái thơm kèm số mét, hồi nãy chị có mua rồi. Có một cái chị Bảo Vy 1 mét 8 kem nè. Chị Xuân Trần 2 mét kem nè. Chị nào lấy trái thơm thì báo em thơm nha mấy chị nha. Chị nào lấy trái thơm thì báo với em thơm kèm sơ mét nha. Lụa lạnh nhặt mấy chị nha. Cái này là lụa lạnh nhặt. Thơm. Chị nào lấy trái thơm thì lên giúp em trái thơm kèm sơ mét. Vái áo đầm bộ không cần lố nha. Vái áo đầm bộ không cần lố. Trái thơm nha mấy chị. Cái này là trái thơm nè. Cái này là trái thơm. Dâu. Dâu hồng. Cái này là dâu màu hồng nha mấy chị nha. Chị nào lấy dâu hồng thì lên với em dâu hồng kèm số mấy nè. Dâu hồng. Chị Xuân Trần 2 mét trái thơm nè. Chị nào lấy dâu hồng thì báo em dâu hồng kèm số mét nha. Em bán mét giá 165. Cái này là 2 mét là 52k, 26k 1 mét nha mấy chị nha. 26k 1 mét trái dâu. Dâu này may cho mình, may cho bé thì cũng được hết nha mấy chị. Màu hồng. Dâu màu hồng. Chị nào lấy dâu kèm số mấy nha. Dâu kèm số mấy giúp em. Vái áo đầm bộ không cần lấu nha mấy chị. Chị nào lấy dâu thì bảo em dâu kèm số mấy nè. Dạ 1 mét là 26k chị Xuân Trần nha. 1 mét là 26k. Hôm nay em bán đồng giá là 26k 1 mét. 26k 1 mét nha mấy chị nha. Chứ em không có bán ký. Bán ký là thun trái thì em mới bán ký nha mấy chị. Em bán ký là thun trái mới bán ký, còn cái này là em bán mét 26k. 26k một mét mấy chị, báo em là dao kèm số mét nha. Dao kèm số mét. Chị nào lấy dao thì báo em dao nha, màu hồng đẹp ngất ngay nha mấy chị nha. Hình tới dao nha. Hình tới dao. Cái này là thun trái nè mấy chị. Cái này là thun trái nha, cái này mấy chị may body nè, may sườn xám nha. May áo đầm, may áo cổ đổ, may áo giữ nhiệt nha. 67k 2 mét, mã này là 67k. 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 Em có hình bé. Em có hình bé nè chị. Hình bắp bê nha, em có hình bé chứ không có hình thú. Em có cái hình này thôi. Em có cái hình này nha mấy chị nha. Đây này mấy chị, em có cái hình này nè. Hình bắp bê nha, cái này là hình ở bắp bê. Còn hình thú em không có. Hình thú thì em có con bò sữa. Rồi để em lấy con bò sữa cho mấy chị nha. Cái này chị nào lấy cái thun này mấy chị may không cần lốt nha mấy chị.
Cái thông trái này mấy chị may không cần lốt. 67k 2m, mã này là 67 2m 67 mấy chị báo em 67k kèm số mét nha. Cái này là giá 135k một ký nha mấy chị. 2m 67. 2m 67 nha. 2m này là 67k. Mấy chị lên áo đầm, lên áo dài, lên áo lên body, lên sự lên body nha mấy chị nha. Lên áo cổ đổ nha. Lên áo sáng eo chỗ này nè. Chị nào lấy cái này thì báo em nè, 67k 2m cho chị Hiền Trăng nè. Chị Hiền Trăng 2m 67 nè. Chị Hiền Trăng có 2m 67 nha. Cái cây này hồi trưa. Chị Hiền Trăng 2m 67, chị Hiền Trăng ơi lên lại giúp em với, nó lên biển liền rồi. Chị Hiền Trăng lên lại giúp em với để em in mail nha. Cái này là thun trái mấy chị nha. Cái thun trái này mấy chị may không cần lốt nha. Cái này mấy chị may không cần lốt nha. Chị Hiền Trăng lên giúp em 67 với chị. Được cái này thấy rồi. Chị Hiền Trăng 2m 67 nè. Chị nào lên 67 này báo em 67. Cái này mấy chị lên rất là sang nha. Cái này mấy chị lên rất là sang. 2m 67k. Chị Trâm Trần 3m 2 nè. Chị Hiền Trăng ở Đà Nẵng đó. Chị Hiền Trăng ơi lên lại giúp em đó. Chị chấm lên giúp em đó. Để em in cái mail em bấm giấy đó. Chị lên có bị ẩn liền á. Chị Tâm Trần 3m 2 màu đỏ nè. Thun trái nè. Chị nào lên là cái này thì bảo em 67k 2m nha mấy chị. 67k 2m. Đây lụa tâm lê hình thú đây mấy chị nha, màu hồng nha. Màu hồng. Ừ, 30 rưỡi. Cái này là mấy chị báo em hồng nha, hình thú đây mấy chị, hình con bò sữa. Màu hồng nha, chị nào lấy hồng thì lấy cho em hồng kèm số mấy. Cái hồng này ở ngoài nó đậm hơn trong lai nha mấy chị. Cái hồng này ở ngoài nó đậm hơn trong lai nha. Cái hồng này nó đậm hơn trong lai. Chị nào lấy hồng thì lấy cho em hồng kèm số mấy nha, lụa tâm đê. Màu hồng con bò sữa nha mấy chị, lụa tâm đê. Cũng 26k 1m nha. Chị nào lấy màu hồng này báo em hồng kèm số mét nè. Hồng bò sữa nha, cái con này là hồng bò sữa. Chị nào lấy hồng thì lên giúp em hồng kèm số mét. Hồng kèm số mét nha. Chị nào lấy hồng thì lên giúp em hồng kèm số mét. Hình thú đây mấy chị nè, hình thú đây. Chị nào lấy hồng thì lên giúp em hồng nha. Hồng kèm số mét. Chị nào lấy hồng thì lên giúp em hồng kèm số mấy. Cái này là thun lạnh nha mấy chị. Màu xanh này là thun lạnh nha. Hồng 2m cho chị Bùi Hạnh nè. Chị Sương Trần 2m nè. Chị Bùi Hạnh 2m, chị Xuân Trần 2m hồng nè. Chị Yến Bảo 2m hồng nè. Cái này là thun lạnh nha mấy chị, 48k 2m. Cái màu xanh này mấy chị may áo sơ mi cho nam được luôn, may áo cho nam mặc được luôn nha mấy chị nha. Đây chị nào lấy này báo cho em là 48k 2m thun lạnh nha. Cái này là thun lạnh nha. Mã này là thun lạnh nha mấy chị, 48k 2m nha. 48. In đầu, in đầu. À.
hai. Hai mét cho chị Xuân Trần này, hai mét cho chị Yến Bảo này. Hai mét cho chị Yến Bảo này, hai mét cho chị Bùi Hạnh này. Chị nào lên hồng thì báo em hồng nha, lụa tâm đê nha, mềm mướt rồi có co giãn, thoải mái, nó co giãn cho mấy chị mặc thoải mái nha. Hai mét cho chị Bùi Hạnh nè. Bông 8K cho chị Bùi Hạnh 2 mét nè. Chị Kim Yến đơn mới hay đơn cũ chị? Lên số điện thoại giúp em với. Cái này là thun lạnh nha mấy chị. Thun lạnh nha, cái này là thun lạnh nha mấy chị nha. 2 mét cho chị Bùi Hạnh nè, cắt 2 mét cho chị Kim Yến nữa là đủ. Chị Bùi Hạnh 2m48 nè. Chị Chi Nguyễn 2m48. Dạ chị đơn cũ rồi, ok chị nha. Em sợ mấy chị đơn mới là mấy chị chốt á, mấy chị nhiều chị không xem được tin nhắn, em lại xin số điện thoại có gì em gọi điện cho mấy chị nha. Rồi 2m48 cho chị Chi Nguyễn nè. Chị nào lấy 48 này nữa là thun lạnh nha. Cái này là thun lạnh nha. Chị này cam hình thú. Chị Hồng Phan ơi, cái này là nền hồng chị. Cái này là nền hồng nha. Cái này là nền màu hồng chứ không phải màu cam. Em đương lai màu hồng mà. Cái này là màu hồng mà. Cái này là màu hồng nha chị Hồng Phan. Màu cam em có nhưng mà em chưa lên. Em có màu cam, màu cam nhà có mấy chị có mà chưa lên nha. Chị Nguyễn Phấn lấy 4 mét rồi. Ok chị Nguyễn Phấn nè. Rồi cắt cho chị 3 mét rưỡi nè. Rồi ok chị. Chị đó. Anh Khuyên hả? Không có Khuyên ở đây chị. Không có tiền, kể đi không có tiền. Không có tiền thì dục đẻ đó đi. Chị Nguyễn Phấn 4 mét nè. 1 2 3 4 5 6 4 mét cho chị Nguyễn Phấn nè. Mấy chị chủ động vô tin nhắn giúp em với mấy chị nha. Shop em đương lai là shop Mỹ Hạnh đó, có cái chị nhắn tin đó. Mấy chị kết vô đó giúp em để em chốt hàng cho mấy chị nha. Chị Tâm Tràng 1m6 nè. Chị Tâm Tràng 1m6 nè. Dạ chờ coi đèn cam rồi các. 1m6 cho chị Tâm Tràng nè. Cái này có 2 mét nè, chị Chi Nguyễn với là chị Bùi Hạnh nè. Cái này 1m6 nè. Có không nơi 4 mét cho chị nữa. Rồi chị nào lấy 48 thì báo em 48 nha. Cái này là thun lạnh nha, thun lại mắng ký 135k 1 ký nha. Còn cái hàng lụa đó, mắng mét đó là giá một giá 26k 1 mét nha. Vải may áo dài trắng không? Dạ không chị Kim Yến, không có vải may áo dài trắng nha. Trắng một màu em không có nha. Trắng một màu em không có. Cái này màu cam rồi mất rồi ta.
Đây màu cam đây mấy chị nha. Cũng y như vậy mà màu cam nha. Bò sữa màu cam nha mấy chị nha. Cái này là màu cam này. Màu cam nha. Chị nào lấy cam thì báo em cam kèm số mét nha. Chị nào lấy cam thì báo lên giúp em cam kèm số mét nha. Dạ em cảm ơn chị Xuân Đào nha. Hình thú lụa tâm đê nha mấy chị. Hình màu cam. Chị nào lấy cam thì lên giúp em cam kèm số mét. Cam kèm số mét giúp em nha. Cái này hôm trước em bán ký đó mấy chị. Hôm nay em sale cho mấy chị đồng giá là 26k một ký nha. Không quay 26k một mét. 26k một mét. Chị nào lấy cam thì lên giúp em cam kèm số mét. Kìa. Cam kèm số mét nha. Cái này là cam nha mấy chị. Lụa tâm đê hình thú một cam này. Chị lên cam thì báo em cam kèm số mét nha. Chị nào lấy cam thì lên giúp em cam này. Chị Hồng Phan 3 mét rưỡi hình thú cam này. Và chị có lấy hồng không? Chị Hồng Phan có lấy hồng không chị? Chị Hương Đỗ 10 mét cam này. Chị Hương Đỗ 10 mét cam. Chị nào lấy cam thì lên giúp em cam kèm số mét nha. Cam không cắt hồng. Rồi ok chị. Chị Hương Đỗ 10 mét này. Chị nào lái thì em in mail để em cắt cho mấy chị nha. Cái này em có màu đỏ nữa nè. Màu đỏ và màu xanh đen nữa mấy chị nha. Màu kem. Cái này là màu kem nha mấy chị nha. Màu be nha. Cái này là màu be hình thú y như vậy luôn nha mấy chị. Màu be nha. Màu be màu kem đó mấy chị. Chị nào lấy kem thì báo em kem kèm số mét nha. Màu kem hình thú. Thú kem mấy chị nha. Hình thú màu kem kèm số mét giúp em nha. Màu này mấy chị mặc cho bé trai bé gái gì cũng được hết nha mấy chị. Cái màu kem này mấy chị dễ mặc lắm. May cho bé trai bé gái, may cho mình gì cũng được hết nha. Lụa tâm đê mềm mướt rũ có co giãn. Chị nào lấy kem thì lên giúp em kem kèm số mét nha. 26k một mét. Đồng giá lụa tâm đê. Lụa tâm đê mà có 26k một mét rất là rẻ nha mấy chị. Chắc giãn mạnh lắm mấy chị. Đây nha. Đây mấy chị. Giãn mạnh lắm mấy chị nha. Không phải mà cứng cứng đơ đơ đâu. Lụa đẹp lắm nha mấy chị nha. Kem 10 mét cho chị Hương Đỗ. Chị Hương Đỗ 10 mét kem này. Em muốn xin chị Đỗ. Chị Hương Đỗ 10 mét kem này. Chị Nguyễn Phấn nhắn tin không được à. Và chị có chốt thêm cái gì nữa không? Hay là chị mua bốn mấy đó thôi. Bốn mấy đó mà chị cũng chưa có đủ đơn đi được. Tại vì 48k. 48k hai mấy chị mặc. Các 48 là có mấy chín như mấy ca thôi. Mà phí ship lại 35k đó. Chị mua thêm khúc nào nữa rồi để em gửi luôn. Chứ tại vì nó ít quá. Thành ra phí ship nó cao quá. Chị mua thêm thì để em gửi luôn nha. Đấy. Hai mấy 48. 48 là 4 mét là 96k. Thun nó dày. Chị Hương Đỗ có 10 mét kem nè. Chị nào lấy kem thì lên giúp em kem kèm số mét nha. Lụa tâm đê. Đẹp ngắt ngay nha mấy chị nha. Mềm mướt rồi có giãn mạnh nha. Chị nào lấy kem thì lên giúp em kem kèm số mét. Kem kèm số mét. Kem kèm số mét nha. Chị Xuân Trần kem 2 mét cho chị Xuân Trần nè. Dạ có thun chị Ngô Ngọc Minh Anh nha. Có thun chị nha. Chị Xuân Trần 2 mét kem nè. Chị Xuân Trần có 2 mét kem. Chị Xuân Trần nè. Chị Bùi Hạnh có 2 mét kem nha. Chị Bùi Hạnh có 2 mét kem. Chị Bùi Hạnh có 2 mét kem nè. Chị nào lấy kem nữa thì lên giúp em kem nha. Chị Bùi Hạnh 2 mét kem nè. Chị Sương đâu đó. Chị Ám Ấn rồi. Chị Sương Trần 2 mét kem nè. Em vô. Chị nào lấy kem nữa thì lấy giúp em kem nha. Em còn cái hồng hình thú này nữa. Đẹp lắm.
mà không phải con bò sữa nha. Không phải con bò sữa nha mấy chị, thành thú màu hồng này nè. Nó khác nha mấy chị. Cái màu hành thú này là khác nữa nha mấy chị nha, màu hồng. Màu hồng nhưng mà nó khác, hồi nãy là con bò sữa. Con bò sữa giờ này là đủ loại trong này hết luôn nè. Cái này mấy chị comment cái gì ta? Đây. Họ tiết hồng đi mấy chị hả? Cái này là họ tiết đây mấy chị. Nhiều con lắm, cái này nó nhiều con lắm nha mấy chị. Cái màu hồng này nó nhiều con lắm. Mấy chị báo em là họ tiết hồng đi ha. Họa tiết hồng giúp em cũng 26k một mét, đẹp ngất ngay nha. 26k một mét hình thú. Hình thú này là nhiều màu cho mấy chị nè. Màu hồng nha. Màu này ở ngoài nó đẹp hơn trong like nha mấy chị. Đẹp lắm. Hồng, chị nào lấy hồng thì lên giúp em hồng. Chị nào lấy hồng thì là báo với em hồng kèm số mét. Lấy thước đo đường hồng nè. Chị nào lấy hồng họa tiết này thì báo em họa tiết nha mấy chị nha. Cái này là thú nha mấy chị nha. Cái này là thú họa tiết nha. Rồi để em lên mẫu nè. Em lên mẫu mấy chị không lấy cái này. Em thấy đẹp mà, họa tiết này đẹp mà. Thú nhiều thứ lắm, đẹp ngất ngay nha mấy chị nha. Cái này là lụa trăm đê nha mấy chị nha. Cái này là lụa trăm đê, cái này là sọc. Mấy chị lên giúp em sọc kèm số mấy. Co giãn mạnh nha. Cái này mấy chị may áo sơ mi cho nam được luôn nha mấy chị. Giờ nào lấy sọc xanh thì lên giúp em sọc xanh kèm số mấy nha. Sọc xanh kèm số mấy. Sọc xanh. Họa tiết hồng cho chị Xuân Trần 2 mét nè. Chị Xuân Trần 2 mét họa tiết hồng thú nè. Chị Xuân Trần 2 mét nè. Giờ nào lấy sọc xanh thì lên giúp em sọc xanh kèm số mấy. Sọc xanh kèm số mét đồng giá là 26k một mét. Cái này là lụa trăm đê nha. Cái này là lụa trăm đê nha mấy chị nha. Chị nào lấy sọc xanh thì báo em sọc xanh kèm số mét nha. Sọc xanh kèm số mét. Sọc xanh kèm số mét. Cái nó là nhí. Còn cái này là hoa. Cái nó là nhí vàng. Nhí là cái nó. Còn này nhí vàng. Rồi ok chị Nguyễn Phấn nha. Vậy rồi thì để em gửi. Vậy để em gửi cho chị nha. Để em gửi cho chị bóng mấy đó chị Nguyễn Phấn nha. Chị Kim Yến ơi, cắt giùm em là 1,5 trở lên nha mấy chị. Cái này cắt giúp em 1,5 trở lên nha. 1,5 trở lên nha chị Kim Yến. Chị Yến bảo có 3 mét họa tiết màu hồng nè. Họa tiết hồng 3 mét nha. 3 mét nữa là nó là họa tiết đó nè. Cái điện có cười không cười cho. Nói gì? Mấy chị cắt giúp em từ 1,5 cho lên nha. Cái sọc xanh này nè. Sọc xanh này lụa đám đê mấy chị mềm mướt rồi có giãn nha. Giờ nào lấy sọc xanh. Giờ nào lấy sọc xanh. Dạ chị may chân váy. Em biết chị may chân váy một đủ mà. Nhưng mà em không cắt một mấy, chị thông cảm giúp em nha. Em cắt từ 1,5 trở lên, hàng cây em không cắt lẻ 1 mét. Không cắt 1,5 trở xuống nha mấy chị. Em cắt 1,5 trở lên nên mấy chị thông cảm giúp em nha. Mấy chị cắt giúp em 1,5 trở lên nha mấy chị nha. Nên lấy kẹo giá lại đây cho nó xuất vậy. Cái giáo kìa. Chị nào lấy sọc xanh thì lên giúp em sọc xanh kèm số mấy nha. Sọc xanh kèm số mấy. Em sale cho mấy chị cái ca này cũng 26k một mấy luôn nè. 7 nè, 8 nè, 6 nè. Đó nè, 3 thì mình xuống đây cho làm nè 3. Cái này là màu nâu mấy màu be mấy chị nha. Cái này là satin nè. Cái này là lụa satin nha mấy chị. Cái này là lụa satin nha. Chị nào lấy màu be. Bi. Chị nào lấy cái ba này là lụa satin nha. Váy áo đầm bộ áo dài áo bà ba đều được nha mấy chị. Cái này cũng 26k một mét luôn nha mấy chị. Cũng 26k một mét. Mấy chị báo với em là ba. Màu ba bi mấy chị nha. Chị nào lấy cái này thì báo em màu ba bi mấy chị nha.
kèm số mấy giúp em nha, cũng 26k một mét nha mấy chị. 26k một mét. 26k một mét, cái này là lụa satin nha, cái này là lụa Ý mấy chị, lụa Ý nha. Mềm mướt rũ có giãn nè. Mềm mướt rũ có giãn. Em lên thùng cho mấy chị nè. Vô thùng ra đã. Cái này là chục mít cây thô mấy thun mấy chị nha, cái này là thun trái nha, cái chỗ gọi là thun cô tông, chục mít cây nha mấy chị, may cho mình may cho bé chục mít cây nha, cái này là chục mít cây, chục mít cây nha mấy chị nha, cái này là thun nha mấy chị, cái thun này thì giá 135k một ký nè. Cái này là thun trái mấy chị nha, cái này là thun trái nha. Thun trái. Chục mấy kỳ. Em cắt hai mấy sẽ bao nhiêu nha. Cái hàng này là em đăng ký nha mấy chị, cái thun này là em đăng ký nha. Cái thun trái, cái này là thun trái nha mấy chị, có chỗ gọi là thun cô tông đó, cái thun cô tông đây mấy chị nha. Màu cam nha mấy chị, cái này là màu cam, mai cho bé trai bé gái gì cũng được hết nha. Thun trái nha mấy chị nha, cái này là thun trái màu cam nè, đem tăng 2 mét. 74, 2 mét này là 74. 2 mét 74, mấy chị bán em 74k kèm số mét nha. Nó dẹp vi tính nha mấy chị, cái này nó dẹp vi tính, cái chữ này là nó dẹp vi tính cho mình nè. 2 mét 74. 2 mét này là 74. Mấy chị báo em 74. Chị Nguyễn 2 mét bi kem. Cái này là 74 nha, chục mét kỳ mấy chị nha. 74. 2 mét 74, cái này là thun trái nha mấy chị, 74 2 mét. 74, chị nào lấy 74 thì lên giúp em 74 nha. 74. Chị Nguyễn 2 mét bi kem nè. Chị nào lấy cái chục đó thì 74 thun mấy chị nha, cái đó là thun. Cái này 3 mét chị Nguyễn lấy luôn giúp em được không chị Nguyễn? Chị Nguyễn lấy luôn giúp em 3 mét được không chị? Cúp này nó có 3 mét nè. Chị Nguyễn lấy luôn giúp em được 3 mét được không chị? Cái này là 74 nha, 2 mét 74 thun. 2 mét 74, mấy chị báo em 74. Màu ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị. Màu ở ngoài đẹp hơn trong like nha. Màu ở ngoài nó đậm hơn trong like nha mấy chị, đẹp ngất ngay nha. 2 mét 74. 2 mét 74, chị nào lấy 74 đó thì báo em 74. 74 nha, 2 mét đó là 74. Rồi ok chị chi này 3 mét nè, đưa lại cho chị 3 mét này. Cái này báo có chị VNV với VKM kem vô là khoái hết. Cái này là lụa trăm đê nha mấy chị, cái này là lụa trăm đê nha. Đây này. Đây này 3 mét nè. Cái này là chữ Gucci mấy chị hả? Chữ D.O mấy chị, cái này là D.O hết. Cái cam đi. Chị nào lấy cái này thì báo em cam kèm số mấy nha mấy chị. Cam kèm số mấy nha, lụa trăm đê nha. Cái này đủ chữ hết mấy chị, Gucci có, D.O có nè, đủ loại hết nha. Chị nào lấy cam, lụa trăm đê. Chị Yến Bảo, 2 mét thun, cái đó là thun trái. Thun trái chứ không phải thun giấy chị. Hả? Xanh là thun giấy rồi, thun hồi nãy là thun gì cam à. Chị lấy hai mấy thun giấy là màu xanh 48 hay là chị lấy cái màu cam này? Chị Bảo Yến lấy màu gì? Cam 3 mét rưỡi cho 55 nè. 3 mét rưỡi 55 nè. Cái này là lụa trăm đê nha, cái này là lụa trăm đê, màu cam này là lụa trăm đê nha mấy chị. 55 3 mét rưỡi nè. Thun trăm 3 mét đỏ này là đỏ gì? Đỏ đi ô hả? Không, 3 mét đỏ là đỏ thuộc cẩm á.
Cô cắm đỏ rồi. Chị nào lên cam này thì báo em cam kèm sơ mét nha. Cam kèm sơ mét có được một ít cam thôi chị. Một. Bảy. Lâm 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 ba mét rưỡi nè. À chị lấy lụa, lấy màu xanh á. Rồi ok chị để em cắt nha. Màu xanh để em cắt màu xanh nha. Màu xanh đó là 48k. 3 mét rưỡi cho Lâm Lâm nè. Chị à, chị An Nguyễn 2 mét rưỡi. Chị An Nguyễn 2 mét rưỡi nè, chị Nguyễn thêm Tiền Phong 2 mét nè. Chị An Nguyễn 2 mét rưỡi. Chị nào lấy cam thì lên giúp em cam kèm số mét nha. Cam này là lụa tâm đê chắc lắm. 2 mét rưỡi cho chị An Nguyễn nè. Chị Nguyễn thêm Tiền Phong 2 mét. Chị Nguyễn thêm Tiền Phong 2 mét nè. Chị Hồng Phan 3 mét rưỡi. Ba mét rưỡi cho chị Hồng Phan này. Nó chắc lắm đó chị ạ. Dạ bữa nào bán lên là lên em cũng còn đó mà nó ít mẫu á chị Nguyễn cho càng à. Lên đó em còn là toàn lại là lên có chân không thôi. Chứ còn hoa văn thì em cũng hết rồi. Chị Trần Trâm 1m6 này. Một mít sáu cho chị Trần Trâm này. Chị nào lấy cam nữa thì lên giúp em cam kèm cho mét nha. Cam kèm cho mét. Dạ bay nền vàng đó là lụa lạnh Nhật mấy chị. Lụa lạnh Nhật nha. Mềm mướt rũ không cần lót nha mấy chị. Rồi để em cắt cho chị Bảo Yến này. Xanh cuối kia kia này. Cái xanh này hả chị? Chào chị Bảo Yến phải lấy xanh này không? Chị lấy cái xanh mà 74. Thôi lấy cam 74 rồi ok chị để em lấy cam 74 cho chị. Rồi em bỏ cam 74 này cho chị Bảo Yến nè. Chị Yến Bảo nè. Rồi chị nào lấy cam nữa thì bảo em lên cam kèm cho mấy nha. Lên cam kèm cho mấy. Chị nào lấy cam thì lên giúp em cam. Em qua mẫu cam nha. Đây này mấy chị, cái này là hình thú lụa tâm đê màu xanh, con bò sữa màu xanh nha. Màu như cái trên nó đó, lụa mấy sắc vòng. Màu xanh. Màu xanh nha mấy chị, cái này là hình thú lụa tâm đê màu xanh đen mấy chị nha. Chị nào lấy xanh. Xanh kèm giúp em nha. Chị nào lấy xanh thì lên giúp em xanh. Cái màu này là xanh đen nha mấy chị, hình thú nha. Hình thú mấy chị nha. Hình thú xanh đen nha mấy chị. Hình thú xanh đen, lụa tâm đê, mềm mướt rũ có giãn nha. Mềm mướt rũ có giãn, chị nào lấy xanh đen thì lấy giúp em xanh đen. Xanh đen kèm số mét nha. Sáng em thấy có cái hình năm sao em từ không có người. Có chị đó. Chi là chi Nguyễn, ở này là Nguyễn Chi khác. Nguyễn Chi là Nguyễn Lan. Chị Hồng Phan hồi sáng chị có thổ cẩm xanh đó chị cắt mấy mét rồi? Thổ cẩm màu xanh đó chị cắt bao nhiêu mét rồi?
Đêm đổ cho chứ còn em không cắt lẻ một mét nha. Chị lấy 2 mét xanh, 2 mét đỏ. Chị lấy 2 mét xanh, 2 mét đỏ và em đổ cho chị 3 mét xanh luôn nha. Em đổ cho chị 3 mét luôn chị nha. Chị Hồng Phan nha. Chị Tâm Trần 1 mét 6 xanh nè. Xanh thú 1 mét 6 nè. Xanh hình thú mấy chị nha. Cái này là xanh thú mà chị. 1 mét 6 cho chị Tâm Trần nè. Chị Tâm Trần có 1 mét 6 hình thú màu xanh nha. Cái này là màu xanh đen nha mấy chị. Màu xanh đen nha, hình thú lụa trăm đê nha. Cái này là hình thú lụa trăm đê. Hình thú lụa trăm đê đổi cho chị 3 thành 3 mấy 3 mấy liền đi. Chị nào lấy xanh đen hình thú này thì báo em xanh đen hình thú kèm số mấy nha. Hình thú nha mấy chị nha, hình thú xanh đen kèm số mấy giúp em. Kèm số mấy giúp em nha mấy chị. Màu xanh đen nha. Cái này là màu xanh đen nè. Màu xanh đen. Em lên thêm cái thun này cho mấy chị nha. Em lên thun cho mấy chị thêm nè. Là thun lạnh mà thun trái mấy chị nha. Cái này là thun trái nha. Màu đỏ. Màu đỏ này là thun trái nha mấy chị. Có chữ có cái chữ này nha. Không có chữ ai chưa đá thôi. Màu này, màu đỏ này nha mấy chị nha. Ai đi đá chứ cái gì nữa không phải. Chị là đi đá đó. Ai đi đá thôi chị, ai đi đá thiệt. Ai đi đá là khóc chứ. Nói đó. Để ngược gan thật cho ra cha. Cái này là 105 mấy chị nha. Cái này là 105 nha. Adidas này mấy chị. Cái hình đó là Adidas mấy chị nha. 105 nha. Cái này là 105 màu đỏ. 105 nha. Khúc này là 105k màu đỏ nha mấy chị. Cái này là thun trái nha. Cái này là thun trái 105. Ba mét hai 105. Xanh đen cho chị Xương Trần 1,5 nè. Xanh đen cho chị Xương Trần 1,5 nè. Cái này là 105 nha mấy chị nha. 105. Cái này là thun trái. Cái này mấy chị may áo phun rộng mặt nè. Với là cờ rất tốt ở trong nha. Mấy chị may đầm, may đầm nha mấy chị nha. May đầm. May áo cánh dơi. Mày áo phun rộng mấy chị nha, mày áo giấu quần nha. Chị nào lấy đỏ này là 105 mấy chị, 105. 105 nha. Cái này là 105. 105 mấy chị báo dây 105. Cái đó em có màu vàng, màu be nữa mấy chị nha. Cái đó em có màu vàng và màu be nữa. Cái này là chữ đề ô mấy chị, cái này là chữ đề ô nha, màu xanh. Cái này có một cái rốt cuộc là bấm được có một tờ. Khúc này là 51k. Khúc này là 51k mấy chị bán em 51. Dạ chị Phạm Trao, cái bi vàng đó là 26k một mét, chị cắt bao nhiêu mét em cũng có hết nha. Cái bi vàng này là 26k một mét. Cái này là lụa lành nhạt chị Phạm Trao nha. Chị cắt bao nhiêu mét, bi vàng kèm số mấy giúp em, bao nhiêu mét em cũng có nha, hàng đầy hàng cây. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt nha, bi vàng. Chị nào lấy bi vàng thì lên giúp em bi vàng kèm số mấy. Bi vàng lụa lạnh nhạt mấy chị nha, mềm mướt rũ có co giãn. Mềm mướt rũ có co giãn mấy chị, may không cần lốt nha. Chỉ có 26k một mét. Mấy chị comment cho em là bi vàng kèm số mấy. Bi vàng kèm số mấy giúp em nha. Bi vàng kèm số mấy nha. Chị nào lấy bi vàng thì lên giúp em bi vàng kèm số mấy. Bi vàng lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Bi vàng, chị nào lấy bi vàng thì lên giúp em bi vàng kèm số mấy. Bi vàng kèm số mấy. Cái mà mấy sắc cầu vòng đây nó có mỏng mà.
bi vàng chị An Nguyễn hồi sáng hồi nãy như chị có rồi mà. Chị An Nguyễn có bi vàng kia. Đây, cái này là lon màu nha mấy vị nha. Cái này là máy màu. 1 2 3 4 như cầu vồng màu đó chị. Cái này là lon màu, chị nào lấy lon màu thì báo em lon màu kèm số mấy nha. Lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy chị An Nguyễn, 2 mét bi vàng nè. Cái cốc này là 50k mấy chị, 50k nha. Cái 50k này là thun lạnh mấy chị nha. Các bạn, cái này là thun trái. Chữ DO thun trái nha. Cái này là 50k nè. Còn chị nào lấy lon màu thì lên giúp em lon màu kèm số mấy, 26k một mét nha. 26k một mét. Váy áo đầm bộ không cần lốt nha, 26k. Mềm mướt rồi có co giãn nha. Cái lon màu là 26. Mấy chị lên lon màu thì báo em lon màu kèm số mấy nha. Còn cái này là 50k thun trái, 50k chữ DO nha. May cái này mấy chị mấy áo phun rộng mặt này. Cái này 1,5m 50k. 1,5m 50k nha. Mã này là 1,5m 50k. 1,5m 50k mấy chị báo em 50. Lý Hồng. Lon màu, chị nào lấy lon màu thì báo em lon màu kèm số mét. Lon màu kèm số mét, 8 mét bi vàng cho chị Phạm Châu. Chị Phạm Châu có 8 mét bi vàng nha. Chị Phạm Châu có 8 mét bi vàng. Chị nào lấy lon màu thì báo em lon màu kèm số mét nha mấy chị. Lon màu kèm số mét. Cái này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Lụa lạnh Nhật 26k một mét. Lon màu. Chị nào lấy lon màu thì báo em lon màu kèm số mấy nè. Lon cào màu kèm số mấy. Cái này là beo một tím mấy chị nha. Beo tím. Chị nào lấy beo tím thì lên giúp em beo tím kèm số mấy nha. Beo tím kèm số mấy. 26k một mét. 26k. Chị nào lấy beo tím thì báo em beo tím kèm số mấy nha. Chắc này có co giãn hết nha mấy chị. Mấy cái chất này nó có co giãn hết nha. Váy áo đầm bộ áo dài mấy chị may không cần lốt. Váy áo đầm bộ không cần lốt nha. Cái này là bêu nha mấy chị. Cái này là lụa lạnh Nhật, có chỗ gọi là lụa mịn. Chị nào lấy bêu thì báo em bêu kèm số mấy. Bêu kèm số mấy nha. Bêu tím chị Huỳnh Thu Trang 2 mét nè. Chị Huỳnh Thu Trang có 2 mét bêu tím nha. Mấy chị comment số mấy em cắt cho mấy chị nha. Chị nào lấy tím thì bao yêu tím giúp em kèm số mấy. Cái này mấy chị may đầm, may bộ, may áo dài gì cũng được hết nha. Mềm mướt rũ có giãn nha mấy chị. Mềm mướt rũ có giãn nha. Bêu tím, chị nào lấy bêu tím thì lên giúp em bêu tím kèm số mấy nè. Bêu tím kèm số mấy. Cái này là đỏ, đỏ này là chữ DO mấy chị nha. Cái đỏ này là chữ DO này. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ kèm số mấy. Đỏ kèm số mấy nha. Cái này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Cái này là lụa lạnh Nhật, mềm mướt rũ có co giãn. Chị nào lấy đỏ chữ DO mấy chị nha. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ kèm số mấy, đỏ đẹp lắm. Váy áo đầm bộ áo dài đều được nha mấy chị. Không cần lốt, mịn. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ kèm số mét nè. Đỏ kèm số mét nha. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ kèm số mét. Đỏ kèm số mét. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ kèm số mét nha mấy chị. Đưa cái bao chỗ nó, cái bao chi mà kêu đánh vô mà chưa đánh vô. Đưa bao nó vô đây là. Có lập thể được thiết vậy đâu. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ nha mấy chị nha. Đỏ kèm số mấy chữ DO. Cái này mấy chị, cái này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Đây nha mấy chị. Chị nào lấy đỏ thì lên giúp em đỏ kèm số mấy. Chỉ có 26k một mấy thôi nha. 26k một mấy. 26. 26. Cái gì có màu khác không chị Xuân Trần? Cái chữ đỏ, màu đỏ DO này là có một màu này thôi chị. Cái này là em có một màu đỏ này thôi. Hiện tại thì em mới thấy có một màu đỏ này thôi. Em chưa khui bao, em cũng không biết nữa.
Em lên có cái dao này nè, chị nào chưa có dao thì báo em dao. Dao, chị nào chưa có dao thì lên giúp em dao nha. Chị nào chưa có dao thì lên giúp em dao kèm cơ máy nha. Dao kèm cơ máy nha. Cái này là lụa lành nhạt mấy chị nha. Cái này là lụa lành nhạt nha. Có chỗ gọi là lụa mịn. Dao, chị nào lên dao thì báo em dao kèm cơ máy nè. Dao kèm cơ máy. Dao kèm cơ máy giúp em nha. Cái này mấy chị may cho bé được nha mấy chị. Cái này mấy chị may cho bé được nha. Cái này là lụa nhạt mấy chị nha. Cái này là lụa nhạt mấy chị báo với em là vàng kèm số mấy cho nha mấy chị. Vàng kèm số mấy giúp em nha. Vàng mềm mướt rũ có giãn. Mấy chị báo với em là vàng kèm số mấy nha. Cái này mấy chị à, may cho bé trai, may cho bé gái gì cũng được hết nha mấy chị. Cái này là cũng hình thú đó mấy chị. Vàng kèm số mấy giúp em nha. Chị nào lấy cái vàng này lên giúp em vàng kèm số mấy lụa 100D. Đồng giá 26k một mét. Chị nào lấy vàng lên giúp em vàng kèm số mét nha. Vàng kèm số mét. Vàng kèm số mét giúp em nha mấy chị. Chị nào lấy vàng thì báo em vàng kèm số mét nè. Màu này dễ thương lắm. Màu này ở ngoài đẹp hơn trong like nha mấy chị nha. Ở ngoài đẹp hơn trong like. Chỉ có 26k một mét. Chỉ có 26k một mét thôi mấy chị. Chị nào lấy vàng thì lên giúp em vàng kèm số mét. Vàng cho chị xương trần 2 mét nè. Vàng cho chị xương trần 2 mét. Chị nào lấy vàng nữa thì lên giúp em vàng kèm số mét nha. Chị xương trần 2 mét vàng nè. Chị xương trần 2 mét vàng. Chị nào lấy vàng để báo em vàng kèm số mét nha mấy chị. Vàng kèm số mét. Cái này là lụa 100D nha mấy chị. Cái này là lụa 100D. Mã này là lụa 100D nha. Cái này là mấy chị báo em là lập thể mấy chị. Lập thể kèm số mấy nha. Cái này là lập thể kèm số mấy. Mã này là lập thể kèm số mấy nè mấy chị. Sáng giờ tôi chưa có khúc nào. Hôm nay em lấy lụa với lại chị, là chị ân lụa đùa lụa ngọc trai mà hôm nay thì em không có ngọc trai. Ngọc trai chắc lâu nữa mới về để chị ngọc cho mai. Mềm mướt rũ có giãn nha, váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt nha mấy chị. Em bỏ trong bao nó nhào mấy chị về mấy chị giặt ủi ra là nó sẽ đẹp nha. Cái này mấy chị báo với em là xích cũng được mà lập thể cũng được nha mấy chị. Xích cũng được mà lập thể cũng được nha. Xích cho chơi 55 3 mét rưỡi nè. Cái này là chắc lụa 100D nha. Cái này là chắc lụa 100D nha. Mềm mướt rũ giãn mạnh nè mấy chị. Chị 55 3 mét rưỡi. Chị xương trần 2 mét nè. Ba mét rưỡi cho 55 nè. 2 mét rưỡi cho xương ra xương trần nè. Xương trần 2 mét rưỡi nè. Chị nào lấy xích này thì báo em xích cũng được nha. Chị Nhi Bo ơi, báo cho em xích xem luôn với chị. Xích kèm số mấy với. Hai mét xích cho chị xương trần nè. Chị Nhi Bo báo cho em xích với. Vì bấm 55 rồi. Rồi nãy khi đọc lập thể là chị lên lập thể hả? Lập thể cũng được. Vậy là chị Nhi Bo lên giùm em cái chữ nha. Tại em không biết mẫu nào để cắt hết. Bây giờ là lão thái hận. 2 mét nè.
Em biết là hai mét rồi nhưng mà phải lấy xích này không? Chị Lan Minh 1,5 mét nè. Chị Lan, chị Lan Minh có 1,5 mét nha. Xong rồi cái đó. Cái đỏ nó cũng 10 mét chị Diễm. Cái đỏ 10 mét đi vàng 10 mét. Chị Nhi Bo có 2 mét rồi nè. 2 mét này là xích nha. Dâu hông ơi. Đây nè, cái đống này là của 1,5 mét cho chị Lan Minh nè. Chị Lan Minh 1,5 mét. Nè, cái góc này 1,5 mét cho chị Lan Minh nè. Rồi chị nào lấy xích nữa thì bá em xích nha mấy chị nha. Xích này là lụa tâm đê đó. Lụa tâm đê em vẫn bán cho mấy chị đồng giá là 26k 1 mét. Đẹp ngất ngay. Váy áo đầm bộ áo dài không cần lốt nha mấy chị. Chắc có co giãn nha. Xích cũng được mà lập thể cũng được nha mấy chị. Dạ chị Nhi Bo có rồi. Chị Nhi Bo có rồi. Chị Nhi Bo nha. 2 mét nè. Đó. 1,5 mét. Chị nào lấy xích này nữa thì lấy cho em xích kèm số mét nè. Đi nấu cơm hết rồi. Còn 18 chị xem đó chị Ngọc Mai. Dạ đúng rồi. Hôm nay Facebook cũng bốt tương tác á mấy chị. Thẳng bình luận. Mấy chị lên em không thái nữa luôn ha. Mấy chị lên em không thái nữa. Để em lên lại mấy mẫu khác cho mấy chị nha. Này là beo nha mấy chị nha. Chị nào hồi nãy chưa có cái beo tím nè, beo cái beo này nè. Beo, chị nào lên em beo giúp em beo kèm số mấy giúp mấy chị. Beo nha, cái này là beo nha. Beo này là lụa lặn Nhật. Váy áo đầm bộ không cần lốt nha mấy chị. Áo dài không cần lốt nha. Chị nào lấy beo báo em beo nha. Cái này là beo đỏ mấy chị, beo đỏ kèm số mấy. Beo đỏ kèm số mấy. Bi đỏ kèm số mấy chị Châu Châu, chị chưa đó 8 mấy nữa nè. Cái này là beo đỏ mấy chị, mấy chị báo em beo đỏ kèm số mấy nha. Beo đỏ kèm số mấy. Chị nào lấy cái này báo cho em beo đỏ kèm số mấy nha. Beo đỏ kèm số mấy, lụa lặn Nhật mấy chị nha. Cái này là lụa lặn Nhật. Beo đỏ kèm số mấy, chỉ có 26k 1 mấy. Cái này là beo đỏ nha mấy chị, beo đỏ. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Mềm mướt rũ có co giãn. Beo đỏ kèm số mấy giúp em. Beo đỏ kèm số mấy giúp em. Beo đỏ kèm số mấy giúp em nha. Em lên lại cái hoa màu này cho mấy chị này. Chị nào chưa có cái hoa này dễ thương lắm nha. Dạ không cần lốt. Dạ không có lốt đỏ chị Phạm Châu. Em không có lốt nha. Hôm nay em không có lốt chị. Em về một đợt lốt như vậy là em hết lay lốt rồi. Khi nào nó về là em lay tiếp một đợt nữa thôi. Chứ còn không có lay lốt mấy chị. Cái này là mấy chị báo em là nhí xanh kèm số mấy nha. Nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy mấy chị. Em phải về nổi. Nhí xanh, chị nào lấy nhí xanh này, bác em nhí xanh kèm số mấy nha. Nhí xanh kèm số mấy. Giấy luôn cắt, cái giấy ngoài đó em cắt đi. Nhí xanh kèm số mấy nha. Chị nào lấy nhí xanh thì lên giúp em nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy nha. Chị nào lấy nhí xanh lên giúp em nhí xanh kèm số mấy. Hoa đỏ này vậy màu gì? Hoa đỏ. Hoa đỏ nào? Hoa đỏ chị Ngọc Châu Mai. Chị Ngọc Châu Mai ơi, hoa đỏ nền vảy màu gì? Em đâu có thấy hoa đỏ đâu, hoa đỏ nó cái màu đỏ nó. Cái này là nhí xanh, chị nào lên nhí xanh, báo em nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy mấy chị nha, đẹp mắt ngay nha. Đấy. Nhí xanh bạn đang cắt. Cái này là nhí xanh đây, nhí xanh đây chị Ngọc Châu Mai. Cái này là vải lụa lặn Nhật mấy chị nha. Cái này là lụa lặn Nhật, nhí xanh đẹp ngất ngay không? Mấy chị thấy cái hoa văn của nó không? Rất là đẹp nha.
Chị nào lấy nhíp xanh chỉ có 26k một mét thôi, rất là rẻ. Chị nào lấy nhíp xanh thì lấy giúp em nhíp xanh kèm số mấy. Nhíp xanh kèm số mấy. Mấy cái chất này mấy chị mặc đi đám đi tiệc, may áo đầm nha. May áo dài, may bộ gì cũng được hết. Chị nào lấy nhíp xanh thì lấy giúp em nhíp xanh kèm số mấy. Chỉ có 26k một mét nhíp xanh. Đẹp ngất ngay. Nhíp xanh cho chị An Nguyễn 2,5 mét. Chị An Nguyễn có 2,5 mét nhíp xanh nha. Cái này là mềm mướt rũ lắm mấy chị. Mềm mướt rũ, có co giãn nè. Co giãn mạnh cho mấy chị nha. Nó mịn mềm mướt rũ. Chị nào lấy nhíp xanh thì lấy giúp em nhíp xanh kèm số mấy. Nhíp xanh kèm số mấy nha. Cái hoa văn nó đẹp lắm mấy chị. Xuất sắc nha. Nhíp xanh. Chị nào lấy nhíp xanh thì lấy giúp em nhíp xanh kèm số mấy nè. Nhíp xanh kèm số mấy. Em lên cái màu này lụa tâm đê nè. Chị nào mà muốn mai sặc sỡ nè. Cái này mấy chị về cắt vải xéo á, nó đẹp lắm. Cái này mấy chị về mấy chị mai lại vải kiểu xíu á mấy chị. Rất là đẹp nha. Bao chắc đẹp cho mấy chị luôn. Mềm mướt rồi cũng có cơ giãn nha. Cái này là chợ nhiều. Cái này là mấy chị báo cho em là hồng đi mấy chị. Chị nào lấy cái hồng này để lên giúp em hồng kèm số mấy đi nha. Cái hồng này nó có chữ nhiều chữ lắm. Cái này mấy chị mua về may xéo á, đẹp lắm. Chị Phạm Trao Phan Khôn Cắt Bi Vàng. Rồi ok chị Phạm Trao nha. Chị Trần gì đó. Chị nào lấy lập thể pha hồng này, bác em lập thể hồng này. Cái này mấy chị về mấy chị may xéo xéo lại đẹp lắm. Mấy chị đừng có mê dọc mà mấy chị cắt vải xéo á, đẹp. Đây mấy chị nha. Nhí xanh nền vải màu gì? Màu xanh chị Ngọc Mai. Chị Ngọc Mai màu xanh. Cái này là màu xanh chị nha, màu xanh đỗ nha. Cái này là nền màu xanh đỗ này chị. Xanh ngọc. Màu xanh ngọc có hoa màu hồng và hoa màu vàng nha. Cái này là màu xanh ngọc. Cái này là màu xanh ngọc chị nha. Dễ thương, màu xanh ngọc này dễ thương lắm. Cái đó là màu xanh ngọc chị An Nguyễn có 2,5 mét rồi nè. Có 2,5 mét rồi. Em lên lại cái hoa này nha. Cái này là mấy chị báo cho em là hoa kèm số mét nha. Hoa kèm số mét. Chị nào lấy cái này thì hoa kèm cho mấy nè. Chị Ngọc Châu Mai 2,5 mét xanh nhí nè. Cái này bao chắc đẹp cho mấy chị nè. Đẹp ngất ngay luôn. Mấy cái vải đợt này về đẹp lắm. Mềm mịn mướt rũ nha. Cái này là hoa. Cái này là hoa này là màu xanh đen nha mấy chị. Cái này màu xanh đen nha. Cái này là này màu xanh đen hoa nè. Chị nào lấy hoa thì lấy giúp em hoa kèm cho mấy nha. Hoa kèm cho mấy. Hoa kèm cho mấy giúp em. Chị nào lấy hoa thì báo em hoa kèm số mấy nè. Hoa kèm số mấy. Hoa cho chị An Nguyễn 2,5 mét hoa nè. Chị An Nguyễn có 2,5 mét hoa nha. Chị An Nguyễn có 2,5 mét hoa. Chị nào lấy hoa thì báo em hoa kèm số mấy nha. Hoa kèm số mấy. Hoa kèm số mấy. Này này là này màu xanh đen nè. Mềm mướt dở rũ nha. Cái này là lụa lặn nhặt mấy chị nha. Nó nhẹ lắm. Cái này mấy chị mặc vô nó nhẹ, nó thoải mái lắm mấy chị nha. Xanh này là xanh hình thú đây đúng không? Xanh đen á. Chị An Nguyễn có 2,5 mét hoa nha. Chị Ngọc Châu Mai có 2,5 mét xanh nhí nha.
chị nào lấy hoa thì lên cho em hoa kèm số mấy. Đẹp lắm á, cái này đẹp lắm á chị. Chị nào lấy hoa thì lên cho em hoa kèm số mấy nè. Hú hồng gần hết giờ mình mới được màu khúc. Cái đó em có lấy hồi 6 giờ rồi, hồi đầu giờ rồi đó chị Ngọc cho mai. Nhưng mà chị không thích, chị không thích cắt thôi chứ. Chị nào lên hoa này thì bá em hoa kèm số mấy nè. Hoa kèm số mấy giúp em nha. Hoa kèm số mấy. Chị nào lấy hoa thì lên giúp em hoa kèm số mấy nha mấy chị nha. Hoa kèm số mấy. Hoa kèm số mấy. Cho em lên cái hoa nhí này cho mấy chị nè. Em lên thêm cho mấy chị một cái mẫu hoa nhí này nè. Có hoa nhí màu xanh này. Hoa nhí màu xanh này là chùm mấy chị nha. Hoa nhí chùm nha. Hoa nhí chùm này lụa là lụa trăm đê nha mấy chị. Mấy chị báo em là nhí chùm kèm số mấy nha. Cái màu xanh này là nhí chùm kèm số mấy giúp em mấy chị. Màu xanh nhí chùm lụa trăm đê cũng 26k một mấy cho mấy chị nha. Lụa nhặt đẹp ngất ngao. Nhí chùm, chị nào lấy nhí chùm thì lên với em nhí chùm kèm số mấy. Nhí chùm kèm số mấy. Chị nào lấy nhí chùm lên giúp em nhí chùm kèm số mấy nha. Nhí chùm kèm số mấy. Nhí chùm kèm số mấy giúp em nha. Chị nào lấy nhí chùm lên giúp em nhí chùm kèm số mấy lụa trăm đê. Mềm mướt rũ có giãn nha. Mềm mướt rũ có giãn nha. Nhí chùm kèm số mấy. Nhí chùm kèm số mấy. Chị nào lấy như nhí chùm này lên với em nhí chùm kèm số mấy nha. Màu xanh nha mấy chị nha. Váy áo đầm bộ không cần lố nha mấy chị. Nhí chùm kèm số mấy. Chị nào lấy nhí chùm đó lên giúp nhí chùm kèm số mấy. Cái dao này là dục vô đây. Có đường nấu, có lỗ nè. Này cam hình thú chưa nè. Nhí chùm nè, chị lên nào lên nhí chùm nè. Em lên cái nhí này nữa cho mấy chị. Lên cái tay này cho mấy chị luôn rồi em lên nhí. Cho bám một tiếp tục. Cái này là nền màu đen hoa mấy chị nha. Hoa đen nha. Cái nền đen hoa nha mấy chị nha. Cái này mấy chị báo em là hoa vàng nền đen mấy chị nha. Hoa vàng nền đen kèm số mấy giúp em. Hoa vàng nền đen, hoa vàng mấy chị nha. Cái này là lụa trăm đê. Cái này mà em bán ký. Cái này giá 170k một ký. Cái này em bán ký là 58-59k hai mấy cho mấy chị. Hôm nay em bán cho mấy chị mấy đồng giá là cũng 26k. Chị nào cắt cái này bán em hoa. Hoa vàng nền đen mấy chị nha. Hoa vàng nền đen nha. Hoa vàng nền đen nha. Đấy. Đi hoa đen đi nó dễ. Hoa nền đen chứ đi hoa đen. Hoa vàng nền đen nha mấy chị nha. Mấy chị bán em hoa đen cũng được. Mấy chị bán em hoa đen nha mấy chị nha. Có hoa vàng này em có 3 màu. Hả? Còn xanh xanh ái xanh ngầm hết rồi. Hết rồi hết rồi. Em còn màu đen rồi thôi. Chị nào lấy hoa đen thì bá em hoa đen kèm số mấy nha mấy chị. Hoa đen kèm số mấy. Đẹp ngất ngay. Mấy chị lên áo dài lên đầm lên bộ nha. Lụa trăm đê. Cái này là lụa trăm đê nha. Lụa trăm đê. Nền đen hoa vàng 2,5 mét nè. Đây nè. 2,5 mét thế là thấy chị ghi hai cái luôn á. Ở hai mẫu luôn hả? À? Cái nhí với cái hoa luôn. Rồi cái đó. Trời ơi, sao ghi cắt rồi mà đang lại cắt tiếp trời. Có rồi mà đang lại còn giấy đây. Khổ chưa? Tại vì cắt để bấm cái giấy vô mà nó còn sót. Chửi vậy rồi để cho biết 3,2 mét. Sau này ai lấy 3,2 mét thì chị An Nguyễn có 2,5 mét nè. Chị
Chị nào lấy hoa đen, hoa này, hoa vàng này đen nữa lên số mấy giúp em nha. Đẹp ngất ngay, chắc đẹp lắm đó chị. Lụa trăm đê nha. Hoa vàng này đen cho chị Văn Trần 2 mét. Chị Văn Trần 2 mét mà sao vậy ra? Đây là chị nói chị đổi chị Văn Trần đó, chị đổi 3 mét đi à. Ừ. 3 mét 2 cha rồi. Bỏ vô đây đi. Đây là cỡ mắt. Chị nào lấy nền đen hoa vàng này để báo em số mấy em cắt cho mấy chị nha. Cái đó là lụa trăm đê ấy, chắc đẹp lắm. Lụa trăm đê. Hoa nhí. Hoa nhí vàng đâu rồi ta? Một bi là đã hả? Mấy cái bao nhí vàng hồi nãy hết rồi hả? Nhí vàng màu trắng. Nhí vàng và hoa nhí nhưng mà màu vàng hơi chút xíu á. Đỏ vàng đó hả? Ừ. Mày nãy ra đây cắt nhiều mét chứ còn không nói. Đây, 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 đây. Đây, đây, nó bị đè dưới này nè mấy chị. Cái này mấy chị báo em là nhí vàng mấy chị nha. Nhí vàng kèm số mấy giúp em nha. Chị nào lấy cái nhí vàng này thì báo em nhí vàng này. Nhí vàng kèm số mấy. Cái này là lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Chị nào lấy nhí vàng thì lấy nhí vàng kèm số mấy giúp em nha. Nhí vàng kèm số mấy giúp em rồi. Ok chị An Nguyễn nha. Chị nào lấy nhí vàng lấy nhí vàng giúp em nha mấy chị. Nhí vàng kèm số mấy. Chị nào lấy nhí vàng kèm số mấy nè. Nhí vàng kèm số mấy. Chị nào lấy nhí vàng kèm số mấy giúp em nha. Nhí vàng kèm số mấy giúp em. Nhí vàng kèm số mấy. Chị nào lấy nhí vàng lấy giúp em nhí vàng kèm số mấy. Rất là đẹp nha mấy chị. Nhí vàng kèm số mấy. Nhí vàng kèm số mấy nha. Chị nào lấy nhí vàng thì báo em nhí vàng kèm số mấy nè. Nhí vàng kèm số mấy. Nhí vàng kèm số mấy. Chị nào lấy nhí vàng giúp em nha. Nhí vàng kèm số mấy. Chị Huỳnh Ánh nhí vàng 1,5 mét nè. Chị Huỳnh Ánh có nhí vàng 1,5 mét nha. Chị nào lấy nhí vàng lên giúp em nhí vàng kèm cho mấy lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Có chỗ gọi là lụa mịn nha. Chị Văn Trần 2 mét nè. Lại có lai hai lần. 2 mét cho 1,5 mét cho chị Huỳnh Ánh này, 2 mét cho chị Văn Trần này. Cái này là nhí vàng nha, lụa lạnh nhạt mấy chị nha. Chị nào lấy nhí vàng thì lấy giúp em nhí vàng kèm số mấy. Chỉ có 26k một mét thôi nha. Thổ cẩm đỏ cho chị Huỳnh Ánh 1,5 mét. Chị Huỳnh Ánh có 1,5 mét thổ cẩm đỏ nha. Một mấy chữ thổ cẩm đỏ. Cái này là lon màu mấy chị nha. Cái lon màu này là lụa satin mấy chị nha. Cái lon màu này là lụa satin. Váy áo đầm bộ áo dài pyjama mấy chị nha. Cái này là lon màu.
Chị nào lấy lon màu này thì bác em lon màu kèm số mấy nha. Lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy nha. Chị nào lấy lon màu thì bác em lon màu kèm số mấy. Dạ lụa ngọc bích không có chị. Lụa ngọc bích không có chị Hoàng Trần. Dạ không có, hôm nay không có lụa ngọc bích chị nha. Chị nào lấy lon màu này lụa satin. Chị nào lấy lon màu thì lấy giúp em lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy nha. Lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy chúc em nha. Màu trắng trong cây. Màu trắng trong cây là hình ngôi sao đó chị. Cái màu trắng này là hình ngôi sao. Cái màu trắng đó là hình ngôi sao chứ cùng không có trắng trơn chị nha. Cái này là lon màu lụa satin. Chị nào lấy lon màu thì lấy giúp em lon màu kèm số mấy nha. Lon màu mềm mướt rũ, váy áo đầm bộ không cần lốt mấy chị nha. Lên áo dài. Chị nào lấy lon màu thì lên giúp em lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy. Lon màu nha mấy chị. Cái này mấy chị may đầm maxi này. May áo dài, may áo đầm, may bộ đồ pyjama nha. Màu xanh. Cái này là lụa satin. Mềm mướt rũ có co giãn. Lon màu, chị nào lấy lon màu thì báo với em lon màu kèm số mấy nha. Lon màu kèm số mấy. Lon màu kèm số mấy nha. Cái này là mấy chị báo với em là họ tiết vàng, họ tiết kèm số mấy mấy chị. Cái này là lụa trăm đê nha. Cái lụa trăm đê này mềm mướt rũ có co giãn nha. Họ tiết. Họ tiết, chị nào lấy họ tiết thì báo cho em họ tiết kèm số mấy. Họ tiết kèm số mấy nha. Chị nào lấy họ tiết thì lên giúp em họ tiết kèm số mấy. Họ tiết kèm số mấy nha. Họ tiết kèm số mấy nha mấy chị. Bên trái. Bên trái này là thun chị. Cái này là thun trái chị Xuân Trần nha. Cái này là thun trái chị. Cái này là thun trái nha chị nha. Màu trắng này là thun trái. Cái này là thun trái nha. Chị lấy cái đó thì em báo số mấy em cắt cho. Cái đó là tầm 70 mấy ca 2 mét nha. Chị nào lấy họa tiết thì báo em họa tiết lụa trăm đê. Họa tiết kèm số mấy. Họa tiết kèm số mấy nha. Chị nào lấy họa tiết thì lên họa tiết giúp em kèm số mấy. Thổ cẩm xanh cho chị Huỳnh Ánh một mấy chửi. Các thổ cẩm xanh cho chị Huỳnh Ánh một mấy chửi. Họ tiết, chị nào lấy họ tiết này là lụa trăm đê. Họ tiết kèm số mấy. Họ tiết kèm số mấy nha. Họ tiết kèm số mấy. Họ tiết kèm số mấy nha. Họ tiết kèm số mấy lụa trăm đê nha mấy chị. Đẹp ngất ngay nha. Cái này là lập thể, họ tiết lập thể rồi mấy chị. Lụa trăm đê. Chị nào lấy cái đó thì báo số mấy em cắt cho nha. Lên số mấy em cắt cho. Rồi em lên cái mẫu lá này cho mấy chị. Lá xanh. Cái này là lá xanh nha mấy chị nha. Cái lá xanh này là lụa lặn nhặt mấy chị nha. Mấy đầm mấy chị may đầm maxi. May đầm maxi, may đầm may bộ. Lá xanh, chị nào lên lá xanh thì bảo em lá xanh kèm số mấy. Lá xanh kèm số mấy. Chị nào lên lá xanh thì bảo cho em lá xanh kèm số mấy nha. Lá xanh kèm số mấy. Lá xanh kèm số mấy. Chị nào lên lá xanh thì bảo cho em lá xanh kèm số mấy nha. Lá xanh kèm số mấy. Còn một cái mẫu này nữa là từ... Hả? Mỏng nó bị lắc ở dưới nữa. Chị nào lên lát xanh thì báo cho em lát xanh kèm xuống mét này. Nó lên rồi, có cái khác nữa. Cái mà vừa ô vừa beo á. Rồi em lên cái mẫu này nữa rồi em xuống like nè.
Cái này là lập thể bêu mấy chị nha. Cái này là lập thể bêu nha. Mấy chị báo em lập thể bêu nha. Lập thể bêu kèm số mấy giúp em. Lập thể bêu. Cái này là lập thể bêu nha. Lập thể bêu kèm số mấy giúp em. Lụa lạnh nhặt mấy chị nha. Cái này là lụa lạnh nhặt mềm mướt rồi có co giãn nha. Lập thể bêu, chị nào lấy lập thể bêu thì báo em lập thể bêu kèm số mấy. Lập thể bêu kèm số mấy nha mấy chị. Cái này là lập thể bêu kèm số mấy. Lập thể bêu kèm số mấy nha. Lập thể bêu kèm số mấy, chị nào lấy lập thể này báo em lập thể bêu kèm số mấy nha. Lập thể bêu kèm số mấy. Lập thể bêu kèm số mấy nha mấy chị. Cái này mấy chị về mấy chị thiết kế ra bộ đẹp lắm. Bộ đầm áo dài nha. Mềm mướt rũ có co giãn. Chị nào lấy lập thể bêu này. Lập thể bêu kèm số mấy nha. Chị nào lấy lập thể bêu này bảo em lập thể bêu kèm số mấy. Rồi em xin chào mấy chị nha, em xuống em dọn dẹp em chốc hàng. Xin chào mấy chị nha, cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em. Xin chào mấy chị, hẹn mấy chị sáng mai 8:30 nha.